Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 144. Lúc này, yêu lực đã che phủ toàn thân Hậu Duệ Thủy Thần, hơn nữa còn biến thành một tấm lưới màu xanh cực lớn, bao lấy ngọn lửa của Phượng Hoàng ở bên trong. Ầm. Sau một tiếng gầm, tấm lưới lớn màu xanh lam do Hậu Duệ Thủy Thần hình thành đã bị ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng đốt cháy, tạo thành một cái hố lớn. Ngọn lửa màu tím tuy nhỏ bé nhưng uy lực của nó không hề yếu, chỉ trong nháy mắt đã thiêu rụi hoàn toàn tấm lưới xanh của Hậu Duệ Thủy Thần. Không chỉ như vậy, ngọn lửa màu tím không chỉ đốt cháy tấm lưới mà còn thiêu tới bản thể của Hậu Duệ Thủy Thần với uy lực không hề giảm sút. Lúc này, Hậu Duệ Thủy Thần hừ lạnh một tiếng, ánh sáng xanh bùng lên, giống như một kết giới phòng ngự, ngăn cản ngọn lửa màu tím của Tiểu Phượng Hoàng ở bên ngoài. Ầm, lại một tiếng nổ vang lên. Toàn bộ đại điện đều bừng sáng. Trong phút chốc, chỉ còn ánh sáng xanh chói mắt, Dương Bách Xuyên không nhìn được mà nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, ngọn lửa này của Tiểu Phượng Hoàng sợ là không còn tác dụng rồi, phòng ngự của Hậu Duệ Thủy Thần nhìn rất uy lực, muốn phá rất khó. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Giống. Tiếng gầm này rất thô, Dương Bách Xuyên nghe xong thì hai mắt sáng lên, hắn biết Phong Tiên không thể nào kêu như vậy, Tiểu Phượng Hoàng và Trồn Nhi lại càng không. Vậy chỉ có thể là tiếng kêu thảm thiết của Hậu Duệ Thủy Thần. Cảm giác ánh sáng xanh chói mắt đã yếu đi, Dương Bách Xuyên mở to mắt nhìn thì lập tức vui mừng khôn xiết. Chỉ thấy phòng ngự trên người Hậu Duệ Thủy Thần tiêu tán, trên người lại xuất hiện một cái lỗ lớn. Chỉ thấy phòng ngự trên người Hậu Duệ Thủy Thần tiêu tán, trên người lại xuất hiện một cái lỗ lớn. Hơn nữa, ngọn lửa màu tím có kích thước bằng nắm tay không hề tắt, vẫn đang cháy trên người Hậu Duệ Thủy Thần. Lúc này, Dương Bách Xuyên hết sức mừng rỡ, không ngờ lửa của Tiểu Phượng Hoàng lại mạnh như vậy. Vậy mà lại không tắt, ngọn lửa màu tím là lửa có uy lực cao nhất của Tiểu Phượng Hoàng, hơn nữa lại không tắt. Lần này thì Hậu Duệ Thủy Thần ăn đủ. Ngay sau đó, Phong Tiên cũng thi triển sức mạnh, chín cánh như hóa thành thời gian, Dương Bách Xuyên cảm nhận lúc này Phong Tiên đang phát huy lực lượng, tốc độ vượt quá tốc độ ánh sáng, chín cánh đập lúc trái lúc phải, cái đuôi phía sau tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt mạnh mẽ tấn công về phía Hậu Duệ Thủy Thần. Vĩ châm hậu trích lên người Hậu Duệ Thủy Thần. Phụt phụt phụt. Giống giống giống. Hậu Duệ Thủy Thần không kịp tránh đòn tấn công của Phong Thiên, cũng không có lớp phòng ngự, bị Phong Thiên đâm thủng, phát ra tiếng gầm rú thảm thiết. À, bản thân phải giết chết các ngươi, bọn ngươi đều đáng chết, giống giống. Hậu Duệ Thủy Thần kêu gào, bị vĩ hậu châm của Phong Thiên đâm để lại không ít lỗ máu trên người, máu trên miệng vết thương lại là màu xanh nhạt. Dương Bách Xuyên biết mỗi một loại tộc đều không giống nhau, không phải máu của chủng tộc nào cũng có màu đỏ. Máu của Hậu Duệ Thủy Thần là màu xanh. Hậu Duệ Thủy Thần gầm lên giận dữ, sau đó toàn thân bùng lên ánh sáng xanh, tám đầu và tám đuôi cũng tỏa ra những chùm ánh sáng màu xanh lam, quấn quanh người rồi truy đuổi Phong Thiên. Dương Bách Xuyên biết cơ hội đã tới, sao có thể để Hậu Duệ Thủy Thần thực hiện được, sau khi bị Phong Thiên làm hỗn loạn, với Dương Bách Xuyên mà nói đây chính là cơ hội tốt nhất để ra tay. Phương Thốn Càn Khôn Chói. Dương Bách Xuyên sử dụng thần thông Phương Thốn Càn Khôn. Hắn vung tay đánh ra một đạo pháp tắc thần thông đánh về phía Hậu Duệ Thủy Thần, ngay sau đó hắn lại hô lên, thủy chi căn nguyên, giết. Hắn dùng sức mạnh căn nguyên của nước trong cơ thể, rót vào trong kiếm đồ long, sau đó chém tới Hậu Duệ Thủy Thần. Lúc trước chưa dùng tới sức mạnh của thủy chi căn nguyên là bởi vì hắn cảm thấy chưa tới lúc, nhưng hiện tại có Phong Tiên ra tay kiềm chế, Dương Bách Xuyên nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp. Hắn ra tay không chút do dự. Hiện tại sức mạnh của thủy chi căn nguyên là lực lượng mạnh nhất trong cơ thể mà hắn có thể sử dụng, hơn nữa dùng kiếm đồ long để ra chỉ lực lượng thi triển ra, kiếm này có uy lực chưa từng có, Dương Bách Xuyên tin cho dù là cấp bậc lục chuyển, không chết thì cũng phải lột được lớp da của đối phương. Cộng thêm Phương Thốn Càn Khôn hỗ trợ, không chắc đòn tấn công này có thể lấy mạng nhưng cũng phải để lại vết gì đó trên người Hậu Duệ Thủy Thần mới được. Sau khi ra tay, pháp tắc thần thông Phương Thốn Càn Khôn không để Dương Bách Xuyên phải thất vọng. Trong phạm vi trăm thước đã bị giới hạn bởi pháp quy của Phương Thốn Càn Khôn, ở trong phạm vi này hắn có thể thi triển pháp tắc thu nhỏ, hắn muốn biến thân hình khổng lồ của Hậu Duệ Thủy Thần nhỏ đi, sau đó dùng kiếm đồ long giết nó. Ngay sau đó, pháp tắc thần thông Phương Thốn Càn Khôn khởi động, thân hình khổng lồ của Hậu Duệ Thủy Thần bắt đầu nhỏ đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chớp mắt đã hóa thành một con chó nhỏ bình thường. Lúc này, Dương Bách Xuyên cười gian trá. Hắn thuận thế chém một kiếm về phía Hậu Duệ Thủy Thần. Dương Bách Xuyên tàn nhẫn chém xuống một kiếm.
Lúc này Hậu Duệ Thủy Thần hoảng sợ phát hiện thân thể của mình nhanh chóng thu nhỏ lại, Dương Bách Xuyên biến thành người khổng lồ. Chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày phải ngước nhìn một nhân loại, điều này làm Hậu Duệ Thủy Thần vừa sợ vừa giận. Sợ là do hắn ta cảm nhận được lực lượng pháp tắc cực mạnh đang đè ép trên người mình, lại còn hoàn toàn không cảm nhận được gì, chỉ trong nháy mắt tu sĩ nhân loại đã biến thành người khổng lồ. Giận chính là hắn ta lại bị một tu sĩ nhân loại thi triển lực lượng pháp tắc, phải đi ngước nhìn tu sĩ nhân loại này. Lúc này hắn ta đang gặp nguy hiểm cực lớn, bởi vì hắn ta phát hiện lực lượng pháp tắc áp chế hắn ta cực chặt chẽ, thật sự quá khủng bố. Hắn ta biết nếu không thoát khỏi sự trói buộc của lực lượng pháp tắc này thì không chết cũng lột da. Nghĩ đến đây Hậu Duệ Thủy Thần quyết định phải sử dụng đòn sát thủ mới có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Nhưng hắn ta cũng biết nếu sử dụng thủ đoạn này, cho dù tránh thoát nguy cơ lần này cũng bị thương nặng. Nhưng không sử dụng đòn này thì hắn ta sẽ xong đời. Đưa ra quyết định, Hậu Duệ Thủy Thần gầm lên. Thế giới tính thủy ánh sáng thủy thần, thần sát. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn thấy quanh thân của Hậu Duệ Thủy Thần toát ra một đám phù văn màu xanh. Sau khi những phù văn này bay ra khỏi thân thể Hậu Duệ Thủy Thần, hợp thành một thân thể hữu hình, tổ hợp lại bên nhau giống như một chiếc giáp, nhìn rất huyền diệu, cho Dương Bách Xuyên một cảm giác rất áp lực. Hắn híp mắt lại, biết ngay Hậu Duệ Thủy Thần sẽ không dễ dàng chịu chết như vậy. Mặc dù ở trong miệng sư phụ, thứ này không là gì cả, nhưng Dương Bách Xuyên biết nếu dám tự xưng là thần, cho dù là Hậu Duệ Thủy Thần, chắc chắn sẽ có thực lực. Hơn nữa sư phụ từng nói tên này tương đương tán tiên lục chuyển, không hề yếu hơn kim tiên tiên giới. Nhưng cho dù Hậu Duệ Thủy Thần phản kích mạnh đến mức nào, Dương Bách Xuyên biết với thủ đoạn hiện tại của hắn, thứ này không chết cũng phải lột ra. Ầm ầm ầm, ánh sáng lam và xanh thẳm lóe lên. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trong không gian. Lực lượng thủy chi căn nguyên của Dương Bách Xuyên va chạm với lực lượng của Hậu Duệ Thủy Thần. Dương Bách Xuyên biết với tu vi hiện tại của hắn không thể phát huy được một phần vạn sức mạch của thủy chi căn nguyên, nhưng có thể sử dụng được chứng tỏ cũng không yếu. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, Dương Bách Xuyên phát hiện kiếm khí của mình chém xuống với khí thế không thể đỡ, không có lực lượng gì có thể ngăn cản được. Hai người đều là lực lượng màu lam, nhưng lực lượng của hắn đậm hơn, còn của Hậu Duệ Thủy Thần nhạt hơn, cùng khống chế lực lượng thủy, lúc này Hậu Duệ Thủy Thần phát hiện bi kịch. Hắn ta được gọi là Thủy Thần, thao tác thần thông thủy mạnh nhất thế gian, nhưng sau khi va chạm với lực lượng của Dương Bách Xuyên, Hậu Duệ Thủy Thần bi kịch. Cảm giác như thiếu niên tu hành gặp phải tổ tông, lực lượng trên người bị áp chế chặt chẽ, nếu không phải tu vi của hắn ta chống đỡ, lần này hắn ta đã mất mạng. Đúng lúc này Dương Bách Xuyên nghe thấy một tiếng hét thảm. Lực lượng của hai người chiếu sáng toàn bộ không gian. Dương Bách Xuyên đột nhiên phát hiện chính mình bị một lực lượng cường đại va mạnh vào người, thân thể bay ngược ra ngoài, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Ngay sau đó một cảnh tượng thần kỳ xảy ra, quanh cảnh xung quanh thay đổi. Thế giới vốn u tĩnh bắt đầu sáng lên. Chờ Dương Bách Xuyên tỉnh lại, lại phát hiện cả đại sảnh đã hoàn toàn thay đổi. Thế giới đen tối biến mất. Mặt gương dưới chân cũng biến mất, trở lại bộ dáng cũ. Một người vô cùng cao lớn và đại điện hiện lên trước mắt hắn. Dương Bách Xuyên mỉm cười, hắn biết pháp lực của Hậu Duệ Thủy Thần đã bị phá. Đại điện đá cẩm thạch trắng khôi phục lại màu sắc ban đầu. Mặc dù hắn bị lực lượng cường đại lan đến nhưng không bị thương quá nặng, lau vết máu khóe miệng, đứng dậy đi về phía trước. Cách hắn 100 mét, Hậu Duệ Thủy Thần xảy ra biến hóa. Ngoại hình vẫn 8 đầu 8 đuôi như cũ, nhưng lúc này nhìn có vẻ uể oải, ánh sáng lam nhạt vô cùng ảm đạm, Dương Bách Xuyên biết thứ này bị thương rất nặng. Nhếch miệng cười, Thủy Thần, ha ha, hiện tại đến lượt ta tiễn ngươi lên đường. Nói xong Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long đi về phía Hậu Duệ Thủy Thần, Tiểu Phượng Hoàng và Ong Tiên cũng đến gần. Bọn họ phát hiện hơi thở trên người Hậu Duệ Thủy Thần đã vô cùng suy yếu, ba người thở phào nhẹ nhõm. Đừng, đừng giết ta. Ta nguyện ý dâng lên bảo vật. Dương Bách Xuyên và Ong Tiên hơi ngạc nhiên, không ngờ thứ này lại nhận thua nhanh như vậy, còn muốn dâng lên bảo vật. Nói đi, rốt cuộc ngươi là yêu quái gì? Tại sao phải giả thần giả quỷ, giả mạo thủy thần? Dương Bách Xuyên chỉ kiếm hỏi hắn ta. Hậu Duệ Thủy Thần nói, thật ra tiểu yêu là một giọt tinh huyết từ trên người thủy thần, tương đương một phân thân của thủy thần, ở lại nơi này để chờ người có duyên theo lệnh nương nương. Dương Bách Xuyên nghĩ thầm. Của nhiên đúng như lời sư phụ nói, thứ này là một phân thân. Nghe vậy Dương Bách Xuyên hỏi, có phải lệnh của cửu vĩ yêu đế không? Còn có người có duyên gì, nói rõ ràng.
Hậu Duệ Thủy Thần nói, là cửu vĩ nương nương, hơn vạn năm trước nương nương rời đi, làm thủy thần chân chính để lại một giọt tinh huyết, chính là tiểu yêu sau khi được điểm hóa, nói là sau này sẽ có người có duyên đến tiên phủ, sau đó dặn tiểu yêu hóa ra châu bản thể giao cho người có duyên, hai vị kia cũng vậy. Một người là Sa Thi Thần, một người là Thần Đế Giang, hai người bọn họ tương tự như ta, nhưng tiền đề là các ngươi đánh bại bọn họ mới được, chỉ có đánh bại chúng ta mới có thể đạt được hạt châu tinh huyết, sau đó dựa vào tinh huyết chây mở ra điện cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ nương nương để lại đồ vật cho người có duyên ở trong điện, không có tinh huyết châu của ba người chúng ta, hoặc nói không đánh bại được ba hộ pháp chúng ta sẽ không vào được điện thiên hồ, không chiếm được đồ của nương nương. Sau khi Hậu Duệ Thủy Thần nói xong, Dương Bách Xuyên thấy tương tự như những gì Ong Tiên kể, nhưng là ba pháp thần bảo vệ, hiện tại biến thành trạng thái phân thân. Quan trọng hơn sư nương nhà mình cố ý dặn dò chờ người có duyên đến. Người có duyên này là ai? Ong Tiên và Dương Bách Xuyên vô cùng kích động. Đúng lúc này, sau khi Hậu Duệ Thủy Thần nói xong, cả người lóe lên hóa thành một hạt châu to bằng hạch đào, lơ lửng trước mắt Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên vung tay thu hồi hạt châu màu lam. Trong lòng hắn cũng loáng thoáng đoán được người có duyên trong miệng Hậu Duệ Thủy Thần là ai. Hoặc là sư phụ, hoặc là hắn. Dù sao không thể là Ong Tiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bởi vì người có mối quan hệ sâu nhất với tiên phủ cửu vĩ là sư phụ Vân Thiên Tà, tiếp theo là hắn, ai bảo hắn là đồ đệ của sư phụ chứ? Cơ duyên là nhân quả, không có liên lụy không thể có duyên có nhân quả. Sư phụ là ai? Là phu quân của cửu vĩ yêu đế, Dương Bách Xuyên lại là đồ đệ của sư phụ, cửu vĩ yêu đế cũng là sư nương của hắn. Đây là duyên phận, cũng là cơ duyên. Cho nên Dương Bách Xuyên không do dự thu hồi hạt châu. Theo lời kể của Hậu Duệ Thủy Thần, tiếp theo còn có hạt châu của Sa Thi Thần và Thần Đế Giang, sau đó mới có thể tiến vào Điện Thiên Hồ lấy đồ vật. Sau khi Dương Bách Xuyên thu hồi hạt châu của Hậu Duệ Thủy Thần, một tiếng nổ vang lên, đại điện sáng ngời, một cánh cửa chói mắt xuất hiện. Cùng lúc đó, ba cục đá hình thoi màu lam nhạt bay ra từ cánh cửa, mang theo sự dao động linh lực vô cùng cường đại. Nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy nó không hề giống linh khí, bởi vì quá cường đại nên thuần túy hơn linh lực rất nhiều. Quan trọng hơn, Dương Bách Xuyên phát hiện sau khi ba luồng sáng này xuất hiện, thủy chi căn nguyên trong cơ thể bắt đầu vui sướng nhảy nhót giống như một đứa trẻ nhìn thấy kẹo. Hắn biết mỗi loại lực lượng đều có thuộc tính, hiển nhiên ba luồng sáng này chính là kỳ thạch chứa lực lượng thuộc tính thủy. Không kịp suy nghĩ, Dương Bách Xuyên chuẩn bị ra tay chộp ba viên đá này lại. Đúng lúc hắn định ra tay thì có người nhanh tay hơn hắn. Ong Tiên vẫy cánh, sau đó ba luồng sáng dừng trong tay nàng ta, ánh sáng lóe lên. Ong Tiên hóa thành hình người. Dương Bách Xuyên và Ong Tiên nhìn nhau. Dương Bách Xuyên cười nói, thân thủ của Cửu Nhi tỷ tỷ thật tốt. Hắn có thể nhìn thấy sự tham niệm trong mắt Ong Tiên, bởi vì Dương Bách Xuyên gặp quá nhiều. Dương Bách Xuyên không nhịn được cảm thán trong lòng, thì ra sinh linh tiên giới cũng có tham niệm, không khác người tu chân là mấy. Vừa dứt lời, âm thanh của sư phụ vang lên, tiểu tử thối, nhớ kỹ, chỉ cần là sinh linh, chỉ cần có theo đuổi sẽ có tham niệm. Khác ở chỗ sự tham niệm này nhỏ hay lớn, hay nói cách khác là dục vọng. Dục vọng lớn hủy người, dục vọng nhỏ đi tâm, người sau là lẽ thường, người trước không thể thực hiện, vi sư cũng thường xuyên nói với con, trên con đường tu hành không thể tùy tiện tin người. Tiểu ong mật này có tham niệm, nhưng không quá nặng, cứ từ từ xem nàng sẽ có phản ứng gì. Ha ha, có chút thú vị, nhân sinh trăm thái, mỗi người một vẻ, sau này con phải nhớ kỹ tham dục của các sinh linh, dùng để cảnh cáo chính mình. Đệ tử đã hiểu. Dương Bách Xuyên nghiêm túc trả lời Vân Thiên Tà, bởi vì hắn biết sư phụ nói không sai. Sư phụ đang cẩn thận dạy dỗ chính mình, suốt con đường tu hành của hắn, hắn gặp qua rất nhiều chuyện, tay dính không ít máu, cuối cùng những vết máu đó đều tạo thành từ tham niệm. Hắn cũng nghe hiểu ý của sư phụ, chỉ cần là sinh linh có máu có thịt, không ai tránh được thế tục, bao gồm cả sinh linh tiên giới, nhưng khác ở chỗ, dục vọng phải có mức độ. Giống như làm người. Phải có nguyên tắc, tham niệm cũng vậy, tham niệm nhỏ thì sống, tham niệm lớn thì chết. Ong Tiên đã nổi lên tham niệm. Dương Bách Xuyên nhìn nàng ta, trong lòng có chút bi thương. Bởi vì hắn biết rõ, nếu Ong Tiên không thể khống chế tham niệm của bản thân, khả năng cao tiếp theo sẽ trở mặt với hắn, đây là chuyện hắn không muốn nhìn thấy nhất. Ấn tượng của hắn về Ong Tiên không tệ, nhưng không hy vọng trở mặt vì chuyện này, nếu hắn có được bảo vật, Ong Tiên nói muốn, hắn sẽ không do dự cho nàng ta.
Hiện giờ Ong Tiên có được bảo vật bay ra từ trong cánh cửa, còn giành ra tay trước hắn, làm hắn không thoải máu. Câu nói thân thủ của Cửu Nhi tỷ tỷ thật tốt không phải khen Ong Tiên, mà đang biểu đạt sự bất mãn trong lòng. Việc gì phải vội vàng như vậy? Dương Bách Xuyên có được thứ tốt chưa bao giờ bạc đãi người bên cạnh, cho dù ta muốn thứ này, nhưng ngươi nói với ta muốn thứ đó ta cũng cho. Nhưng có phải Ong Tiên biểu hiện quá gấp gáp rồi không? Ban đầu hắn rất không vui, nhưng sau khi nghe sư phụ nói, Dương Bách Xuyên hiểu ra, sư phụ nhìn rõ vấn đề, nói cho hắn mỗi người một vẻ, không cần buồn phiền, nếu bản thân so đo thì quá kém cỏi. Tiếp theo để xem Ong Tiên làm thế nào, nàng ta có suy nghĩ của riêng mình. Nghĩ như vậy, Dương Bách Xuyên bình tĩnh hơn rất nhiều. Đến bây giờ Dương Bách Xuyên vẫn không biết ba luồng sáng bay ra từ trong cánh cửa là thứ gì. Cho nên hắn hỏi sư phụ, ba viên đá vừa rồi là gì? Vân Thiên Tà trả lời, tiên linh thạch thuộc tính thủy trung phẩm. Dương Bách Xuyên bừng tỉnh, thảo nào cảm giác được linh khí đầy đủ thuần tịnh hơn nhiều. Ra vậy, thảo nào thủy chi căn nguyên trong cơ thể con đang nhảy nhót. Dương Bách Xuyên nói thầm một câu. Trong lúc nói chuyện với sư phụ, Dương Bách Xuyên không biết trong lòng Ong Tiên cũng đang đấu tranh. Sau khi Dương Bách Xuyên bắt được thủy thần châu do hậu duệ thủy thần biến ảo thành, trong lòng nàng ta bắt đầu thay đổi, bởi vì lúc não hậu duệ thủy thần từng nói nếu có thể tập hợp được ba hộ pháp của cửu vĩ yêu đế thì có thể mở ra điện thiên hồ, đồ của người có duyên ở trong đó. Nhưng Dương Bách Xuyên lại vung tay lên thu hồi thủy thần châu làm trong lòng Ong Tiên có suy nghĩ riêng. Đầu tiên chính nàng ta dẫn Dương Bách Xuyên đến nơi này. Thứ hai người có duyên trong miệng hậu duệ thủy thần có thể là Dương Bách Xuyên, cũng có thể là Tiểu Phượng Hoàng, cũng có thể là Ong Tiên. Dựa vào gì mà Dương Bách Xuyên giành thu hồi thủy thần châu? Cho nên trong lòng Ong Tiên mất cân bằng, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ba viên tiên linh thạch thủy hệ lao ra đã giành trước thu hồi tiên thạch. Tất nhiên cũng có một nguyên nhân khác, Ong Tiên đến từ tiên giới, nàng ta đã nhận ra tiên linh thạch, cũng cần tiên linh thạch để khôi phục tu vi cấp tiên vương. Cho nên ra tay trước Dương Bách Xuyên. Nhưng sau khi lấy được ba viên tiên linh thạch, nghe thấy Dương Bách Xuyên mỉm cười nói câu thân thủ của Cửu Nhi tỷ tỷ rất tốt, nội tâm của nàng ta bắt đầu tranh đấu. Tại sao vậy? Bởi vì Ong Tiên là tiên, là người thời đại trước, có thể nói là yêu tinh chân chính, nói về trí tuệ không phải sinh linh bình thường có thể so, sao nàng ta lại nghe không hiểu ý của Dương Bách Xuyên? Biết Dương Bách Xuyên không vui. Phản ứng đầu tiên của nàng ta là tức giận. Lúc Dương Bách Xuyên thu thủy thần châu cũng không nói trước với ta, hiện tại ta thu ba viên tiên linh thạch ngươi lại không hài lòng. Làm người không thể ích kỷ như vậy. Mặc dù tức giận nhưng Ong Tiên cũng suy nghĩ rất cặn kẽ, dù sao cũng là tiên vương, nhìn nhận mọi thứ rõ ràng. Nàng ta biết lúc này nếu giữ khoảng cách với Dương Bách Xuyên sẽ rất không khôn ngoan. Bởi vì thời gian địa điểm đều không thích hợp. Chưa nói bọn họ đều đang ở trong tiên phủ cửu vĩ, hiện tại vừa xông qua cửa của hậu duệ thủy thần. Còn phải đối mặt với hai hộ pháp nữa. Nếu nàng ta và Dương Bách Xuyên không hợp tác, đừng nói người có duyên trong miệng hậu duệ thủy thần, cho dù sống sót cũng khó khăn. Dù sao nàng ta cũng coi như niết bàn trọng sinh, tu vi còn chưa khôi phục đến cảnh giới kiếp trước. Cộng thêm một lý do quan trọng nữa. Phong Tiên nghĩ tới nhân cách của Dương Bách Xuyên. Ban đầu nàng ta và Dương Bách Xuyên cũng thuộc kiểu không đánh không quen biết, nhưng sau đó hai người xóa bỏ hiềm khích lúc trước. Dương Bách Xuyên giúp nàng ta và Lục Nhĩ Mi Hầu tái sinh, có thể xem như là ân nhân cứu mạng, tóm lại là nàng ta nợ Dương Bách Xuyên ân tình lớn. Trên con đường tu hành, ân tình đã rất lớn, huống chi là ân tình cứu mạng. Không báo đáp ân tình này thì mai sau nàng ta sẽ canh cánh trong lòng, đối với tu vi của nàng ta không phải là chuyện tốt. Còn nữa, Phong Tiên biết rõ nhân cách của Dương Bách Xuyên, hắn là một tiểu bối trọng tình trọng nghĩa, là kiểu người có thể lên núi đao xuống biển lửa vì bạn bè. Là yêu tiên cảnh giới tiên vương, nàng ta có thể khẳng định điều này. Đây cũng là nguyên nhân trước kia Phong Tiên kết giao với Dương Bách Xuyên, thậm chí giữa hai người có thể xưng huynh muội. Cuối cùng là Phong Tiên không nhìn thấu Dương Bách Xuyên, đây mới là điểm quan trọng. Thông thường người có tu vi đạt đến cấp bậc tiên nhân xem số mệnh của người tu chân, tuy không nhìn thấu hoàn toàn nhưng nhìn ra ba phần cũng không thành vấn đề, thế nhưng nàng ta lại không mảy may nhìn thấu Dương Bách Xuyên. Trong tương lai, loại người này nhất định sẽ trở thành người mang đại khí vận, thành tựu khó lường. Vì vậy sau một hồi đấu tranh nội tâm, Phong Tiên nhanh chóng nghĩ thông tiếp theo phải chung đụng với Dương Bách Xuyên như thế nào. Nàng ta tin tưởng nhân cách của Dương Bách Xuyên, chỉ cần mọi người chung sức xông xáo tiên phủ cửu vĩ, nếu có thu hoạch thì hắn sẽ không keo kiệt,
lấy được thiên tài địa bảo thì nàng ta cũng sẽ có một phần. Ngoài ra còn có thực lực của Dương Bách Xuyên cộng thêm một tiểu phượng hoàng. Phong Tiên biết rằng lỡ như thật sự gây gổ đánh nhau với Dương Bách Xuyên, cho dù nàng ta có thủ đoạn giữ mạng, thậm chí là thủ đoạn có thể giết Dương Bách Xuyên, dù thành công thì sau đó kết quả cũng là mất nhiều hơn được. Vì vậy Phong Tiên nhanh chóng đưa ra quyết định, không thể trở mặt với Dương Bách Xuyên, hay nói chính xác hơn là nàng ta đè nén lòng tham của mình đến cực hạn. Phong Tiên nở nụ cười xinh đẹp nói với Dương Bách Xuyên, Vân đệ đệ nói ngọt thật đấy, tỷ tỷ nhanh hơn một chút nên ra tay đánh giúp đệ mà thôi. Đây là tiên linh thạch hệ thủy, ở tu chân giới không có nhiều tiên linh thạch đâu, hơn nữa còn là trung phẩm. Đệ nhận lấy đi. Phong Tiên vừa nói vừa xòe tay ra, đưa ba viên tiên linh thạch đến trước mặt Dương Bách Xuyên. Nghe Phong Tiên nói xong, lại nhìn ba viên tiên linh thạch mà Phong Tiên đưa cho đang tỏa ra quầng sáng màu xanh lam trên tay nàng ta, trên đó có ánh sáng lưu động như nước chảy. Giờ khắc này trên gương mặt Dương Bách Xuyên nở nụ cười tựa như mặt trời, một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Hắn biết Phong Tiên đã kiềm chế lòng tham, vẫn tin tưởng mình. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ vui vẻ. Từ sâu trong nội tâm hắn rất muốn làm bạn với Phong Tiên, gọi nàng ta là tỷ tỷ. Bây giờ nghe Phong Tiên nói vậy và nhìn thấy trong mắt nàng ta không có sự giả dối, làm sao Dương Bách Xuyên không vui cho được. Hắn nhoẻn miệng cười, Cửu Nhi tỷ tỷ cứ cầm đi, tu vi hiện tại của ta đã đạt đến phi thăng cảnh đại viên mãn, không có nhu cầu lớn đối với linh lực. Hơn nữa, ta chú trọng vào cảm ngộ cảnh giới cơ. Tỷ cần ba viên tiên linh thạch này hơn ta. Ta đã gọi tỷ là tỷ tỷ, nào quan tâm tới ba viên linh thạch. Và lại chúng ta còn phải xông vào hai cửa tiếp theo, đối mặt với điện hộ pháp. Chỗ hậu duệ thủy thần có linh thạch hệ thủy, vậy thì hai nơi tiếp theo kiểu gì cũng có. Tỷ cứ cầm đi. Dương Bách Xuyên rất vui trước sự thay đổi nội tâm của Phong Tiên, điều này chứng tỏ Phong Tiên vẫn suy xét sự việc trên cơ sở tình bạn giữa bọn họ, không vì ba viên tiên linh thạch mà trở mặt, nội tâm nàng ta không bị lòng tham khống chế. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, điều này quan trọng hơn tất thảy. Bởi vì kể từ khi hắn bước vào tu chân, hắn vẫn luôn giữ nguyên tắc trọng tình trọng nghĩa, có thể nói đây là đạo của hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mỗi lần đứng trên bờ vực sinh tử, hắn đều có thể chuyển nguy thành an. Phong Tiên nghe Dương Bách Xuyên thản nhiên nói chuyện, tùy ý nhường ba viên tiên linh thạch cho mình, nàng ta không nhìn thấy sự giả dối trong mắt hắn, chứng tỏ mỗi lời nói của Dương Bách Xuyên đều chân thành. Điều này khiến Phong Tiên cảm thấy xấu hổ. Nàng ta biết mình không chọn sai, không nhìn nhầm người, quả nhiên Dương Bách Xuyên là người đặt tình nghĩa lên đầu. Phong Tiên biết rõ ba viên tiên linh thạch có lợi ích lớn đối với người tu chân nhường nào, là thiên tài địa bảo hơn xa linh thạch của tu chân giới. Vậy mà Dương Bách Xuyên nói không cần là không cần, nhường cho nàng ta luôn. Lúc này Phong Tiên vô cùng cảm động, Dương Bách Xuyên càng chân thành thì nội tâm nàng ta càng hổ thẹn. Nói gì thì nói, nàng ta không thể độc chiếm ba viên tiên linh thạch này. Phong Tiên thở dài, nói với Dương Bách Xuyên, Vân đệ đệ hào phóng, tỷ tỷ không sánh bằng. Thế này nhé, có ba viên tiên linh thạch, ta, đệ và tiểu phượng hoàng mỗi người một viên, như vậy mới công bằng. Không cần đâu. Tỷ cứ cầm hết đi, nó không có tác dụng lớn với ta, san hồng thì lực lượng toàn thân thuộc hệ hỏa, xung khắc với tiên linh thạch hệ thủy. Tỷ tỷ cần tiên linh thạch để khôi phục tu vi, trở lại tiên giới, chúng ta không vội. Dương Bách Xuyên còn muốn nói tiếp, nhưng bị Phong Tiên ngắt lời, không cho hắn giải thích, nếu đệ còn nhận người tỷ tỷ này thì cứ làm theo lời ta đi. Giọng điệu kiên quyết, nàng ta vừa nói xong, hai viên tiên linh thạch bay vèo về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn ra từng câu từng chữ của Phong Tiên rất chân thành, hắn không nhường qua nhường lại nữa mà mỉm cười nhận lấy. Chút khoảng cách nảy sinh giữa hai người cũng tan biến theo nụ cười này. Không ai nhắc đến chuyện này nữa. Hai viên tiên linh thạch, quả thật tiểu phượng hoàng không dùng được nên Dương Bách Xuyên ném một viên cho con trồn, dù sao con trồn cũng là công thần lần này, có tư cách sử dụng tiên linh thạch hệ thủy. Bất kể là người hay yêu đều cần lực lượng thiên địa để nâng cao tu vi. Sau đó, hai lớn một nhỏ dẫn theo con trồn cùng nhau bước vào cánh cửa sáng lấp lánh, vô cùng chói mắt. Cánh cửa này không phải là cửa lớn lúc vào, nó xuất hiện ở ngay phía trước đại điện. Theo lời Phong Tiên thì đây là cánh cửa dẫn tới đại điện hộ pháp tiếp theo. Hộ pháp thứ hai là Sa Thi Thần Thanh Xà, tuy là một cái tên nhưng sư phụ nói đó là một cặp thanh xà chống mái. Trong truyền thuyết, cặp thanh xà này là đồ trang sức đeo trên tai cửu vĩ thiên đế, vô cùng thần bí. Đương nhiên sau khi vào cánh cửa tiếp theo sẽ là nơi nào, có thanh xà thật không, tất cả vẫn là ẩn số.
Còn nữa, Sa Thi Thần được lưu truyền đến nay không phải thần chính cống, mà chỉ là hậu duệ giống hậu duệ thủy thần mà thôi, không mạnh như tưởng tượng. Ánh sáng lấp lóe vô cùng chói mắt, không thể mở mắt ra được, nhưng thoạt nhìn cánh cửa này chính là đại trận truyền tống. Mấy phút sau ánh sáng biến mất, khi mở mắt ra, ba người đã xuất hiện trong một ảo cảnh khác. Nơi này không có đại điện, bọn họ xuất hiện trong một thế giới tối tăm, trời đất mịt mùng, không phân biệt ngày đêm. Có những cây khô và các gò đất, to nhỏ đều có. Cảm giác đầu tiên của Dương Bách Xuyên là bọn họ đã đến bãi Tha Ma. Lúc này, giọng nói của Phong Tiên vang lên, nơi này là thần điện Sa Thi. Dương Bách Xuyên nhìn sang phía Phong Tiên, thấy trước mặt đối phương có một tấm bia đá, trên đó có phù văn của yêu tộc, chắc là bốn chữ yêu tộc thần điện Sa Thi trong lời nói của nàng ta. Nói cách khác, đây là nơi trú ngụ của hậu duệ song xà chống mái. Cửu Nhi tỷ tỷ, nơi này tên là thần điện Sa Thi ư? Sao trông giống thế giới bãi Tha Ma thế? Dương Bách Xuyên hỏi Phong Tiên. Mỗi thần điện ở đây đều có lực lượng pháp tắc, những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là hiện tượng bên ngoài, giống như thế giới tịnh thủy mà hậu duệ thủy thần lúc trước thi triển ra, chỉ có phá hủy lực lượng pháp tắc ở đây mới lộ ra đại điện chân chính. Phong Tiên giải thích. Dương Bách Xuyên gật đầu, nghĩa là hiện tại chúng ta vẫn đang ở trong đại điện, thần điện Sa Thi. Nếu đúng là vậy thì chúng ta cần tìm ra Sa Thi thần tức thanh xà chống mái rồi đánh bại chúng giống như hậu duệ thủy thần, sau đó lấy thần châu của Sa Thi thần là được. Phong Tiên gật đầu, đúng vậy. Lúc trước khi chúng ta tiến vào, hậu duệ thủy thần từng nói là cửu vĩ yêu đế cố ý bố trí, cần phải thu thập đủ 3 viên thần châu mới có thể mở ra điện thiên hồ. Người hữu duyên trong số chúng ta sẽ tiến vào điện thiên hồ, nhận được đồ vật trong điện thiên hồ. Bây giờ xem ra chúng ta có thể đến đây, cửu vĩ yêu đế đã biết trước tất thảy, không hổ là đại năng cấp bậc yêu đế, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nếu chúng ta không vào thì còn dễ nói, nhưng sau khi vào rồi, muốn dừng cũng không dừng được. Nghe Phong Tiên nói xong, Dương Bách Xuyên bất giác gật đầu, sắc mặt cũng không khỏi trở nên nặng nề. Thần điện Sa Thi giống bãi Tha Ma âm u đáng sợ, cũng rất vắng vẻ, nhưng loại vắng vẻ này không giống thế giới tịnh thủy của hậu duệ thủy thần. Còn khác ở đâu, nhất thời Dương Bách Xuyên không nói ra được. Nhưng nghi vấn này nhanh chóng có đáp án. Qua, một âm thanh giống như tiếng khóc nỉ non của trẻ con vang lên. Dương Bách Xuyên, Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng bỗng ngẩng đầu nhìn, một con quạ đen trên cành cây khô vừa kêu oa oa vừa bay nhào về phía ba người họ. Con quạ này khác quạ bình thường, hình thể rất lớn, đôi cánh dang rộng hơn 1 mét, to như chim ưng. Nó bay nhào xuống mang theo âm phong cường đại. Cách rất xa vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên và Phong Tiên, Tiểu Phượng Hoàng đã có phòng bị. Sau lần đầu tiên hợp tác, giữa bọn họ đã có sự ăn ý. Dương Bách Xuyên vung kiếm chém. Qua! Ầm! Trong tiếng kêu thảm thiết, máu tươi rơi xuống, lông chim bay lả tả. Con quả có vẻ hừng hực khí thế này lập tức đổ máu. Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng tuy không ra tay nhưng vẫn phòng bị. Dương Bách Xuyên phóng tầm mắt quan sát, con quạ này rơi xuống một gò đất, hay gọi là nấm mộ thì thích hợp hơn. Máu quạ ngấm vào mộ hoang. Sau đó bùn đất nổ tung. Thế rồi cả mặt đất bắt đầu rung chuyển. Ầm ầm. Dường như sâu trong lòng đất có tiếng sấm vang lên. Nấm mộ hoang thứ nhất ngấm máu quạ dường như mở ra huyết tế nào đó, từng nấm mộ hoang trong cả thế giới lần lượt nổ tung, tạo thành phản ứng dây chuyền. Mọi người đứng sát lại gần nhau. Dương Bách Xuyên nói một câu với sắc mặt nặng nề. Sau đó, hắn và Phong Tiên cùng Tiểu Phượng Hoàng dựa lưng vào nhau thành hình chữ phẩm. San hồng, kết giới lửa. Dương Bách Xuyên nói với Tiểu Phượng Hoàng, có vẻ như âm vật xuất thế, phòng ngự tốt nhất là lửa Phượng Hoàng của Tiểu Phượng Hoàng, tạm thời có thể cho ba người một vùng an toàn. Vâng, ca ca, Tiểu Phượng Hoàng gật đầu đáp, hai tay khua khoắng, ngọn lửa đỏ thẫm hình thành, bao bọc lấy ba người. Lúc này mặt đất vẫn rung chuyển. Từng nấm mộ hoang vẫn tiếp tục nổ tung, như thể có thứ gì đó sắp chui ra. Trước tầm mắt ba người là vô số gò đất dày đặc nổ tung. Dương Bách Xuyên không biết những gò đất đủ mọi kích cỡ này có phải là mộ hoang thật hay không, sau khi nổ sẽ xuất hiện thứ gì. Dù sao ai cũng sợ hãi những điều chưa biết. Hắn không kìm được bèn hỏi sư phụ Vân Thiên Tà trong đầu, sư phụ ơi, rốt cuộc Sa Thi Thần là thế nào? Những gò đất này có phải mộ hoang không? Bên trong sẽ xuất hiện thứ gì? Sau đó, hắn nghe thấy giọng nói của sư phụ vang lên trong đầu, Sa Thi, nghe tên ắt có liên quan đến thi, xác chết cho nên những gò đất đủ mọi kích cỡ này rõ ràng là mộ hoang.
Về phần Sa Thi Thần, rất lâu về trước vi sư từng nghe sư nương của con nói về chúng. Sa Thi Thần sinh ra ở nơi âm u như bãi tha ma, hấp thu lực lượng cực âm trong thiên địa mà ra đời, lấy âm vật làm thức ăn, thao túng tất cả mọi vật âm thi bạch cốt. Sa Thi Thần thích thu thập xương cốt và dẫn hồn của những sinh linh kỳ lạ, dùng để xây dựng hang ổ của mình. Đây là nguyên nhân vì sao các con thấy có nhiều gò đất đủ mọi kích cỡ như vậy, thật ra đó chính là từng nấm mộ hoang. Nói cách khác, nơi này là đại trận tạo thành từ mộ hoang. Thanh xà mái thao túng âm thi, thanh xà chống thao túng âm linh. Chúng phối hợp với nhau, đa số âm vật trên thế gian đều phải thần phục, rút lui. Vì vậy thằng nhóc con phải sốc dậy tinh thần, đừng để bị ám hại. Tất nhiên Sa Thi Thần xuất hiện ở đây không phải đời thứ nhất, mà là hậu duệ không biết cách bao nhiêu đời rồi. Không cần thiết phải e dè quá, chỉ cần cẩn thận chút thì sẽ không lật thuyền trong mương. Nghe sư phụ nói xong, Dương Bách Xuyên biết chuyện này cần phải thận trọng chút. Thủ đoạn có thể thao túng âm thi, thao túng âm hồn rất hiếm gặp, lại thêm hoàn cảnh âm u ở đây, rõ ràng đây là sân nhà người ta, không khéo lại rơi vào kết cục lật thuyền trong mương. Dương Bách Xuyên dặn dò Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng phải cẩn thận, cũng dặn con trồn trên vai ở yên đó, hắn không muốn con trồn xông bừa ra ngoài. Đôi lúc con trồn thật sự nông nổi, đương nhiên phần lớn thời gian là nó xông ra lúc hắn gặp nguy hiểm. Thậm chí lúc nhìn thấy thứ gì khiến nó hứng thú, nó cũng xông ra. Sau khi Dương Bách Xuyên nói chuyện với sư phụ, độ rung chuyển của mặt đất nhỏ dần, các nấm mộ hoang đã hoàn toàn nổ tung. Ngay sau đó, sinh linh bên trong lộ diện. Thi cốt của những con yêu thú có hình thù kỳ lạ xuất hiện, hình thể có lớn có nhỏ. Một số thi cốt đã khô. Một số thi cốt có giỏi bọ bám đầy người, trông vô cùng ghê tởm. Gió nhẹ thổi qua, ngửi mùi khiến người ta buồn nôn, hoa mắt chóng mặt. Còn có một số thi cốt hoàn toàn là xương trắng, chính là một bộ xương, trong lúc di chuyển phát ra âm thanh rắc rắc khiến người ta sởn tóc gáy. Có thi cốt yêu thú đứng bằng hai chân, có con đi bằng bốn chân. Con thì có ba chân, sáu chân, tám chân. Con thì có tới mấy cái đầu, mấy cái đuôi. Đông nghìn nghịt, không nhìn thấy điểm cuối. Hơn nữa, những thi cốt này nhanh chóng tập trung lại một chỗ, tạo thành một vòng tròn, dường như trong vô hình có ai đó đang ra lệnh chỉ huy. Trong tầm nhìn của mấy người Dương Bách Xuyên, Phong Tiên, không lâu sau những âm vật này ùa về phía bọn họ như cơn lũ. Vân đệ đệ, chuẩn bị chiến đấu thôi, e là lần này phải tử chiến mới được. Rõ ràng là những thi cốt yêu thú này hợp thành đại trận nào đó, và có kẻ thao túng phía sau. Nếu ta đoán không sai, thì chắc chắn là Sa Thi Thần Thanh Xà. Chúng ta phải phá đại trận của những thi cốt yêu thú này mới được, nếu không sẽ không tìm được Sa Thi Thần. Phong Tiên lên tiếng. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, Cửu Nhi tỷ tỷ, San Hồng, Trồn Nhỏ, mọi người phải cẩn thận nhé. E là đại trận thi cốt yêu thú này có độc, hơn nữa ta biết Sa Thi Thần Thanh Xà chia thành chống mái, rắn cái thao túng cơ thể âm thi, rắn được thao túng vật âm linh. Hiện tại chúng ta chỉ nhìn thấy thi cốt, vẫn chưa thấy vật âm linh xuất hiện. Dương Bách Xuyên nói cho bọn họ chuyện thanh xà chống mái mà hắn biết được từ sư phụ. Tất nhiên Tiểu Phượng Hoàng và con trồn không nói gì. Dương Bách Xuyên nói gì, hai đứa chỉ cần nhớ là được, không có bất kỳ nghi vấn nào. Nhưng Phong Tiên nghe xong lại nổi lòng nghi ngờ. Nàng ta không rõ tại sao Dương Bách Xuyên lại biết thiên phú của Sa Thi Thần. Nàng ta là một yêu tiên mà cũng không biết, nhưng Dương Bách Xuyên là người tu chân lại biết rõ như vậy. Lúc trước chính nàng ta kể cho Dương Bách Xuyên truyền thuyết về ba thần hộ pháp dưới trướng Cửu Vĩ Thiên Đế, lúc đó Dương Bách Xuyên hoàn toàn là dáng vẻ lần đầu nghe thấy. Bây giờ hắn lại biết thiên phú sở trường riêng của thanh xà chống mái, phải nói là rất kỳ lạ. Sau một hồi suy nghĩ, Phong Tiên kết luận nguyên nhân là do Dương Bách Xuyên có được Thủy Thần Châu, có lẽ hậu duệ Thủy Thần đã tiết lộ bí mật. Sau đó nàng ta không tìm hiểu sâu thêm nữa. Phong Tiên biết Dương Bách Xuyên đã nói ra thì ắt có đạo lý. Chỉ cần chú ý hơn về phương diện này thì sẽ không ăn hành. Tất nhiên Phong Tiên không thể nào biết được trên người Dương Bách Xuyên có thần hồn của sư phụ. Mà hắn cũng sẽ không tiết lộ. Đây là bí mật lớn nhất trên người hắn. Thoáng cái thi cốt yêu thú đã xông tới trước mặt bọn họ. Lúc này Tiểu Phượng Hoàng lên tiếng, ca ca, ta nhìn thấy rồi, là một con thanh xà trốn trong đại trận thi cốt. Nghe vậy Dương Bách Xuyên bèn nhìn sang. Chỉ thấy lúc này đôi mắt của Tiểu Phượng Hoàng lóe lên sắc tím, rõ ràng là nàng sử dụng thiên phú của mình để tìm ra vị trí của Sa Thi Thần. Nhưng hắn không nhìn thấy. Đây là thiên phú đặc biệt của riêng Tiểu Phượng Hoàng, chỉ mình nàng có thể nhìn thấy thanh xà. Có mấy con thanh xà,
Dương Bách Xuyên hỏi Tiểu Phượng Hoàng, bởi vì hắn biết có hai con thanh xà chống mái. Chỉ nhìn thấy một con thanh xà, Tiểu Phượng Hoàng trả lời. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó nói với Tiểu Phượng Hoàng và Phong Tiên, San Hồng, muội phóng hỏa mở đường. Cửu Nhi tỷ tỷ, hai chúng ta xông lên giết địch. Chỉ cần khống chế được một con thanh xà, tin rằng con còn lại sẽ nhanh chóng xuất hiện. Được, mọi người hãy cẩn thận. Những thi cốt yêu thú này tuy nhiều nhưng lực lực không mạnh lắm, chúng ta xông lên bắt thanh xà rồi tính tiếp. Phong Tiên nói chuyện cũng hừng hực sát khí. Sau khi nói xong, Tiểu Phượng Hoàng hóa thành bản thể, toàn thân bùng lửa. Phụt, lửa phóng ra ngoài, hội tụ hành một ngọn lửa rộng 3 trượng dài 9 trượng, thình lình phóng thẳng vào trong đám thi cốt yêu thú. Xèo xèo xèo. Nhất thời tiếng xèo xèo và tiếng gầm rú vang lên. Những thi cốt bị ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng đốt cháy đều bốc khói đen rồi hóa thành tro trong tiếng xèo xèo. Đương nhiên lúc này phần lớn thi cốt yêu thú đều né tránh theo bản năng. Dương Bách Xuyên thấy uy lực đáng gờm từ ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng thì mừng thầm trong lòng. Hắn trở tay, nắm chặt lấy kiếm đồ long, bật người lao vọt về phía trước. Kiếm khí dập trời tỏa ra khắp bốn phía, chém nát từng cỗ thi cốt thành trăm mảnh. Đúng lúc này, hắn chợt nhìn thấy Phong Tiên hóa thành nguyên hình rồi lao vào chiến trường như một tia chớp, cây kim sau đuôi ánh lên tia sáng, như thấy được cả dư ảnh, mỗi giây trôi qua là lại có một cỗ thi cốt của yêu thú sụp đổ. Cây kim sau đuôi Phong Tiên thật quá khủng bố, Dương Bách Xuyên nhìn thôi mà đã tê tái cả người. Hắn không kiềm được mà suy nghĩ vẩn vơ rằng lỡ bị Phong Tiên chích một phát ngay mông thì sẽ ra sao nhỉ? Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên thoáng dùng mình, vội vàng vứt suy nghĩ không thực tế này ra khỏi đầu. Chuyên tâm điều khiển kiếm đồ long đánh về phía đại trận bạch cốt, anh dũng xông lên. Ngoại trừ chồn con thì hiện tại, ba người còn lại đều đã rơi vào trạng thái hăng say quét địch, ban đầu có vẻ rất thuận lợi, giết sướng tay cực, hơn nữa cũng chẳng đụng phải yêu thú thi cốt nào quá mạnh, đối thủ của họ đa số là những bộ thi cốt yếu nhược. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số lượng yêu thú thi cốt chết dưới tay ba người họ đã lên tới mấy nghìn. Thế là họ cảm thấy rất vui, nghĩ thầm rằng họ đúng là quá mạnh. Tính ra đám yêu thú này cũng chẳng có gì lợi hại. Nhưng niềm vui này không kéo dài được lâu, chẳng mấy chốc Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được tốc độ tiến công của họ dường như chậm lại, lúc ngẩng đầu lên mới nhận ra chẳng biết từ lúc nào mà ba người họ đã tiến sâu vào trong đại trận. Hắn ngoái đầu nhìn lại thì phát hiện đằng sau đã không còn đường lui, yêu thú thi cốt bủa vây họ lúc trước giờ đã bị thay thế bởi vô số bộ bạch cốt chân chính. Trên người mỗi một yêu thú bạch cốt này không có tí máu thịt nào mà chỉ còn mỗi bộ xương. Đặc biệt hơn là quanh bộ xương này bao trùm một quầng sáng bằng bạc, nhìn thôi cũng biết cảnh giới của yêu thú bạch cốt cực kỳ cao. Tiểu Phượng Hoàng phóng lửa tấn công, nhưng chẳng có tác dụng gì lớn, vì chúng không hề sợ hãi ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng. Chíp! Đúng vào lúc này, Tiểu Phượng Hoàng chợt hót vang một tiếng thật dài, ngọn lửa bao quanh người chuyển dần từ đỏ rực sang tím. Dương Bách Xuyên và Phong Tiên biết, Tiểu Phượng Hoàng đã đẩy uy lực của ngọn lửa tới mức tối đa. Khoảnh khắc ngọn lửa tím của Tiểu Phượng Hoàng xuất hiện, Dương Bách Xuyên nhạy bén nhận ra yêu thú bạch cốt không lỗ mãng xông lên, mà tỏ ra hơi kiêng kỵ. Nhưng điều làm Dương Bách Xuyên bất ngờ và khiếp sợ là rõ ràng hắn cảm ứng được trong số đám yêu thú bạch cốt này không có con nào sở hữu thực lực quá hùng mạnh, nhưng lại có thể miễn cưỡng đứng vững trước ngọn lửa màu tím của Tiểu Phượng Hoàng. Ngọn lửa tím của Tiểu Phượng Hoàng không thể đốt chúng thành cho như những cỗ yêu thú thi cốt còn vương thịt thối lúc trước mà chỉ khiến chúng đỏ lên. Hiển nhiên đây là hai loại yêu thú thi cốt có cấp bậc khác nhau. Loại còn vương thịt thối được Dương Bách Xuyên gọi là yêu thú thi cốt, còn loại chỉ có mỗi bộ xương trắng muốt, không tí thịt thối, hơn nữa còn phát ra ánh sáng thì gọi là yêu thú bạch cốt. Loại thứ nhất rất dễ giết, thế nên chẳng bao lâu họ đã tiến sâu vào trong đại trận. Đúng lúc này, họ lại muộn màng nhận ra bản thân đã bị bao vây. Hệt như có ai cố tình bày mưu tính kế để họ tiến sâu vào bên trong vậy. Dương Bách Xuyên và Phong Tiên bốn mắt nhìn nhau, cả hai biết họ đã bị lừa. Nhưng giờ chẳng còn đường lui nữa rồi. Hiện tại, vô số bộ bạch cốt cao lớn uy mãnh, hoặc nhỏ thó như gà như chó bủa vây họ. Sau khi ngọn lửa tím của Tiểu Phượng Hoàng được phóng ra, Dương Bách Xuyên và Phong Tiên không chút chần chừ mà áp sát vào hai bên trái phải của Tiểu Phượng Hoàng, tấn công những yêu thú bạch cốt đang lao tới. Dương Bách Xuyên vung kiếm đồ long trong tay, ra sức chém xuống. Nhưng lần này lại phát ra tiếng keng giòn tan. Khi lưỡi kiếm chạm vào người yêu thú bạch cốt, hắn có cảm giác như chém phải sắt, vấn đề là thân kiếm còn được bọc bởi kiếm khí, thế mà lại chẳng gây ra tổn thương gì lớn cho chúng cả. Cảnh tượng một kiếm chém xuống,
xương rơi đầy đất mà hắn tưởng tượng trong đầu không hề xảy ra, mà thay vào đó chỉ để lại được một vết chém trên bộ bạch cốt mà thôi. Phía bên Phong Tiên cũng không mấy thuận lợi, kim châm sắc bén, cứng cáp là thế cũng không thể khiến đám yêu thú bạch cốt này hóa thành trăm mảnh mà chỉ giống như Dương Bách Xuyên, để lại một vết xước mờ nhạt trên người chúng. Kết quả này khiến Dương Bách Xuyên và Phong Tiên cảm thấy khá là đau đầu. Rõ ràng đám yêu thú bạch cốt này không có tí pháp lực nào, nhưng độ cứng của xương lại cực cao, cũng cực hiếm thấy, hoàn toàn có thể sánh ngang pháp khí. Đương nhiên chúng không phải pháp khí thật sự, thực tế thì Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được bên trong bạch cốt ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn, thế nên mới tạo cho người ta cảm giác cơ thể đám yêu thú bạch cốt này cứng ngang với pháp khí. Trong lúc họ ra chiêu, yêu thú bạch cốt cũng đang phản công. Phản kích. Dù xét về tốc độ hay sức mạnh, bọn chúng cũng đều không thua kém gì họ. Vù vù. Một cơn gió cực mạnh ập tới, kéo theo đó là tiếng không khí bị xé rách như nói lên rằng lực lượng to lớn đang tới. Quan trọng nhất là không chỉ một hai bộ yêu thú bạch cốt tấn công họ, mà là nguyên bầy cùng lao tới, có con thì vung cái đuôi dài, có con lại giơ bộ vuốt sắc bén, chỉ trong nháy mắt, sát khí đã phủ khắp trời. Cảnh tượng này khiến cả Dương Bách Xuyên lẫn Phong Tiên phải biến sắc. Cẩm Tú Sơn Hà, lên. Phong Tiên là người đầu tiên phản công, nàng cao giọng quát một câu câu có vẻ rất chi là hoa mỹ và đây cũng là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên được nhìn thấy phép thần thông của Phong Tiên. Sau khi Phong Tiên quát khẽ một câu, cây kim sau người nàng bỗng tỏa ra ánh hào quang vàng rực cực kỳ chói mắt, thế rồi một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, tám thành 16. Cứ thế lặp đi lặp lại vô số lần, cho tới khi biến thành hàng triệu cây kim. Thế rồi, biển kim óng ánh sắc vàng nhẹ nhàng đong đưa, giây phút chúng bay xuyên qua người vô vàn yêu thú bạch cốt trông chẳng khác nào kim thêu đang dệt lên một bức tranh Cẩm Tú Sơn Hà vậy. Thật sự rất giống với khẩu quyết mà nàng thốt ra lúc nãy. Ầm ầm ầm, vô vàn tiếng nổ rung trời vang lên. Lúc này, ánh vàng rực rỡ đã bao phủ mỗi một bộ yêu thú bạch cốt, thoạt nhìn xinh đẹp lạ thường. Nhưng Dương Bách Xuyên biết nó cũng rất nguy hiểm. Chỉ trong chớp mắt, yêu thú bạch cốt bủa vây quanh họ lập tức sụp đổ, xương cốt rơi lả tả. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc chấn động trong lòng Dương Bách Xuyên lúc này. Đây là thực lực thật sự của tiên gia ư? Họ Dương nào đó nhủ thầm. Lần đầu tiên, hắn tận mắt nhìn thấy cư dân của tiên giới thi triển pháp thuật tiên gia, uy lực quá đỗi hùng mạnh, không hề có chuyện chỉ để trưng cho đẹp. Hắn thầm hâm mộ trong lòng, đồng thời ra sức ảo tưởng ngày nào đó bản thân sẽ phi thăng thành tiên, tu luyện pháp thuật của tiên gia. Sau vài giây tạm dừng, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng ra tay. Lần này, sau khi chuyển vận sức mạnh từ cội nguồn của nước trong người vào kiếm đồ long, kiếm khí quanh thân kiếm bỗng chuyển sang màu xanh thăm, đồng thời tỏa ánh hào quang vạn trượng. Hắn vung kiếm, kiếm khí lập tức trải dài cả vạn trượng. Ầm ầm, tuy không phát động được khí thế hùng hồn như Phong Tiên, nhưng uy lực cũng rất bất phàm, vì cội nguồn của nước trong người hắn cũng chẳng phải thứ sức mạnh tầm thường, thể theo lời ông già thì thậm chí, sức mạnh từ cội nguồn của nước còn vượt xa cả tiên lực nữa kìa. Tiếc thay hiện tại hắn là tu chân giả, thế nên không thể phát huy tối đa sức mạnh từ cội nguồn của nước được. Nhưng chỉ cần cho hắn thêm thời gian, nhất định hắn có thể sử dụng được 100% sức mạnh đó, đến lúc ấy, hắn tin chắc uy lực từ đòn tấn công của mình sẽ không hề thua kém Phong Tiên của hôm nay. Sau khi kiếm khí bay ra ngoài, lúc va chạm vào người yêu thú bạch cốt đã tạo nên thứ âm thanh trầm đục vô cùng, tuy không mãnh liệt được như Phong Tiên, càng không thể trực tiếp phá hủy bạch cốt, nhưng lại khiến chúng bị đóng băng, không cử động được dù chỉ một ly. Kế đó, một tiếng rắc vang lên, từng bộ yêu thú bạch cốt bị đóng thành băng bỗng vỡ thành từng khối, dù không vỡ vụn nhưng cũng đủ khiến chúng phải tan rã. Cuối cùng ngã thành một vòng, cùng chung số phận với đám lúc trước. Kỳ thật, Dương Bách Xuyên rất hài lòng với cảnh tượng này, vì nhìn chung chiêu thức của hắn và Phong Tiên có vẻ bất thân thắng bại. Chíp! Lúc này, Tiểu Phượng Hoàng cũng đã tìm được thời cơ, sau một tiếng hót vang trời, nhân lúc Dương Bách Xuyên và Phong Tiên bùng nổ sức mạnh, cả người nàng ấy chợt bốc lên ngọn lửa hừng hực, lao thẳng ra khỏi vòng vây, bay tới một nơi cách đó tầm 30 trượng. Khè! Bấy giờ, Dương Bách Xuyên chợt nghe được một tiếng rít the thé, đồng thời cũng nhìn thấy tại nơi mà Tiểu Phượng Hoàng đang bay tới chợt xuất hiện một con rắn lục nhỏ dài khoảng 3 thước, nó hé miệng thè cái lưỡi trẻ đôi, phun một luồng khí xanh về phía Tiểu Phượng Hoàng. San Hồng cẩn thận, mặt mày Dương Bách Xuyên biến sắc, hắn biết lai lịch của con rắn lục dài 3 thước này, nếu hắn đoán không sai thì nó chính là rắn lục cái của Sa Thi Thần, chuyên thao túng bạch cốt và xác yêu thú.
không ngờ Tiểu Phượng Hoàng lại tìm ra được chỗ rắn lục ẩn náu. Có điều đó là hậu duệ của Sa Thi Thần nổi tiếng lẫy lừng đó, vậy nên dù chỉ là hậu duệ thì Dương Bách Xuyên cũng biết chắc chắn không phải hạng vừa. Huống hồ chi trước mắt mới chỉ xuất hiện một con rắn lục cái, còn con rắn lục đực vẫn không biết đang núp ở xó nào. Rắn lục cái có khả năng thao túng yêu thú bạch cốt và xác chết, còn rắn lục đực lại biết điều khiển vật âm linh, thế nên trong mắt Dương Bách Xuyên, rắn lục đực mới là đối thủ khó giải quyết nhất. Thế nên trước lúc lớn tiếng nhắc nhở Tiểu Phượng Hoàng, hắn đã bật người lao tới vì sợ rắn lục đực sẽ bất ngờ xuất hiện đánh lén Tiểu Phượng Hoàng. Hắn điều động chân nguyên chảy vào kiếm đồ long trong tay, đồng thời thúc giục cội nguồn của nước, kiếm khí tức khắc biến thành một dòng chảy xanh ánh bạc. Chớp mắt một cái, Dương Bách Xuyên đã xuất hiện ngay phía sau Tiểu Phượng Hoàng. Đúng lúc này, làn sương màu xanh mà rắn lục phun về phía Tiểu Phượng Hoàng lại bay ngược về, phủ lấy con rắn kia. Dù không phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng ngay giờ phút này, mặt mày Dương Bách Xuyên lại trắng bệch như tờ giấy. Vì hắn đã nhìn thấy từ trong luồng khí xanh đó có một cái đầu rắn cực to thò ra ngoài. Rắn đực hiện thân. Kỳ dị hơn nữa là con rắn đực này lại xuất hiện từ luồng khí xanh bay ra từ miệng con rắn lục cái. Đầu rắn mờ ảo ngày càng rõ ràng hơn, kích thước to bằng cả tấm thớt. Sau đó, nó bỗng há lớn miệng, nuốt chửng lấy ngọn lửa do Tiểu Phượng Hoàng phóng ra. Đó là lửa tím, là lửa thần Phượng Hoàng mạnh nhất của Tiểu Phượng Hoàng đấy, thế mà con rắn đực này cũng dám đớp. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa do Tiểu Phượng Hoàng tung ra đã bị nuốt sạch, không còn chút vết tích. Kế đó, con rắn lại bất ngờ há miệng, thè lưỡi rít một tiếng với Tiểu Phượng Hoàng. Dương Bách Xuyên thấy rất rõ, bấy giờ, cơ thể khổng lồ của rắn được hung hăng trườn ra khỏi làn khí xanh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một con rắn lục với đường kính tầm một thước, dài 30 thước xuất hiện sừng sững ngay trước mặt họ. Có lẽ Tiểu Phượng Hoàng đã cảm nhận được sự hùng mạnh của con rắn, thế nên chợt hót vang một tiếng, toàn thân tỏa ra hào quang năm màu rực rỡ, kế tiếp. Vô số lông chim thoát ly khỏi cơ thể, lao về phía con rắn lục đực hệt như từng mũi tên nhọn hoắt. Phụt phụt phụt, ầm ầm ầm. Lông chim sắc nhọn của Tiểu Phượng Hoàng đâm trúng cái đầu to đùng của con rắn đực, tạo ra âm thanh vang trời. Khè. Lúc này, từ miệng rắn lục chợt phát ra tiếng rít trầm đục, quanh người thoáng hiện quầng sáng màu xanh, lớp vảy trên người ánh lên sắc xanh, đồng thời ngăn cản toàn bộ lông chim năm màu sắc bén tựa mũi tên của Tiểu Phượng Hoàng lại bên ngoài cơ thể. Nhưng tiếng rít của nó đã nói lên rằng nó đang rất đau đớn. Chứng tỏ uy lực từ lông chim của Tiểu Phượng Hoàng vô cùng cường đại. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên cũng không chút do dự mà gia nhập chiến cuộc, vì hắn nhận ra Tiểu Phượng Hoàng vốn không phải đối thủ của con rắn lục này. Hắn vội chuyển vận chân nguyên vào kiếm đồ long, còn điều động thêm cả cội nguyên của nước vào kiếm. Chỉ trong nháy mắt, trên thân kiếm đồ long tỏa ra hai luồng sáng xanh và trắng bạc, đồng thời bốc lên khí thế vô cùng mãnh liệt. Kế tiếp, Dương Bách Xuyên bất ngờ vung kiếm về phía con rắn lục đực khổng lồ, dung hợp pháp tắc chém. Hắn đứng ở một khoảng cách tương đối xa, vung kiếm chém xuống, ngay sau đó, một luồng kiếm khí thoát ra từ thân kiếm đồ long, lao về phía rắn lục với tốc độ nhanh như điện xẹt. Ầm, khè. Sau tiếng nổ rung trời lở đất, con rắn đực kia đã bị kiếm khí của Dương Bách Xuyên đánh trúng, nó đau đớn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thế rồi, cái đầu rắn to đùng ngã ra sau. Cũng trong khoảnh khắc này, Phong Tiên nhanh chóng bắt lấy thời cơ, cửu xí thoáng chớp động, phụt một cái đã xuất hiện ngay phía trên đỉnh đầu của con rắn đực, cây kim sau người lóe lên hào quang bỏng cháy, thoạt nhìn cực kỳ chói mắt. Bỗng, kim châm trên người Phong Tiên bùng nổ, bắn ra lia lịa. Phập phập, mờ thanh trầm đục vang vọng khắp trốn. Khè, khè khè. Giữa cơn mưa kim, một châm của Phong Tiên đã vô tình đâm thẳng vào mắt con rắn đực, khiến nó đau tới độ kêu gào thảm thiết. Cơ thể to lớn ra sức lăn lộn, cái đuôi dài ngoằng quất mạnh về phía Phong Tiên, mang theo sức gió mãnh liệt. Một chiêu này của nó vô cùng chuẩn xác, không nghiêng không lệch mà đánh mạnh vào người Phong Tiên. Lúc Dương Bách Xuyên phát hiện ra thì Phong Tiên không né kịp nữa, chỉ có thể cắn răng đỡ lấy một quất này của con rắn đực. Hự! Phong Tiên bị đuôi của con rắn quất trúng, cả người bay ngược ra sau như con diều đứt dây, còn hộc cả máu. San Hồng, lo cho cửu nhi tỷ tỷ nhé! Dương Bách Xuyên hét lớn một câu với Tiểu Phượng Hoàng, hắn biết một chiêu này đã khiến Phong Tiên bị thương nặng, nếu không có ai bảo vệ, có khi sẽ bị yêu thú bạch cốt bốn phía xé xác. Giây phút Phong Tiên bị quất bay ra ngoài, hắn bật người bay lên không, một lần nữa tung chiêu tấn công con rắn lục đực, tính thừa dịp nó bị trọng thương mà giết chết. Phá không, chảm.
Có thể nói, Dương Bách Xuyên gần như đã dùng toàn bộ chân nguyên và cội nguồn của nước để làm nền móng điều động sức mạnh hỏa diễm từ Giao Long Châu trong người, sau đó dung hợp toàn bộ ba cỗ sức mạnh vào trong kiếm đồ long. Ngoài ra hắn còn thôi thúc cả hai mệnh tinh M Dương lớn trong người, còn triệu hồi cả chuông Đông Hoàng và cánh cửa U Linh ra để dựng khiên chắn, ngay cả mệnh tinh thần tượng cũng hiển hiện ở đằng sau. Tóm lại, hắn đã vận dụng toàn bộ sức mạnh trong người, dồn sức tung một đòn cực mạnh về phía con rắn đực kia. Thế là nhân lúc con rắn bị thương, một kiếm của Dương Bách Xuyên đã thành công chém trúng người của nó. Kha! Một tiếng kêu thống thiết tới tận trời cao thoát ra từ miệng con rắn lục. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên tức khắc mừng thầm trong lòng, một kiếm này của hắn chém trúng ngay chính giữa cơ thể con rắn, không chỉ để lại một lỗ thủng to đùng trên người nó, còn hất văng nó ra thật xa. Tiếp thay lại không thể chém đứt đôi được rắn lục. Chỉ từ chi tiết này thôi đã đủ thấy thực lực của con súc sinh này không hề tầm thường. Ngoài ra, Dương Bách Xuyên còn phát hiện trên miệng vết thương của con rắn đực hình như không có chảy máu. Chẳng biết sao lại vậy nữa. Đúng lúc này Dương Bách Xuyên chuẩn bị lại đến một kích là lúc, lại phát hiện thanh xà trên mặt đất trong lăn lộn, ngẩng đầu chĩa vào hắn nhìn thoáng qua, một đôi bích lục thật lớn ánh mắt chăm chú nhìn lại đây, làm cho Dương Bách Xuyên không khỏi cả người lạnh lùng. Đúng lúc Dương Bách Xuyên chuẩn bị bồi thêm một cú nữa thì phát hiện rắn lục đang lăn lộn trên đất chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt xanh ngọc bích khổng lồ đó nhìn hắn chòng chọc khiến hắn không kiềm được mà lạnh cả sống lưng. Cảm giác hệt như bị một con rắn độc nhìn chúng vậy. Cực kỳ khó chịu, mất tự nhiên. Sau đó, hắn lại thấy quanh người rắn được tỏa ra quầng sáng xanh chói lòa, cơ thể khổng lồ nằm giữa quầng sáng bắt đầu tan rã. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến thành vô vàn đốm sáng xanh. Sự xoay chuyển này khiến Dương Bách Xuyên sững sờ, vì cảm thấy có gì đó không ổn, hắn vội dừng tay lại. Bấy giờ, trong đầu bỗng vang lên giọng nói của ông già, thằng nhóc thối, cẩn thận chút đi, hiện tại con rắn này đã nổi khùng rồi đó. Cơ thể nó không phải từ máu thịt bình thường, mà ở trạng thái thần hồn, hơn nữa cực kỳ hùng mạnh. Theo truyền thuyết xa xưa thì rắn lục đực có thể thao túng vật âm linh, cắn nuốt các loại linh thể, chính vì thế mà cơ thể của nó được tạo thành từ sức mạnh thần hồn cường đại. Vì con đã chọc giận nó nên giờ nó đã tiến vào giai đoạn tiến hóa thứ hai, phân giải thân thể. Nếu vi sư đoán không sai thì con rắn lục đực này sẽ phân hóa thành ba con giao long để đấu với con. Đương nhiên đó chỉ là khởi đầu. Phía sau còn giai đoạn tiến hóa thứ ba nữa. Đến lúc đó thằng nhóc nhà con nhớ đề phòng con rắn lục cái, vì nó chính là chìa khóa quan trọng cho giai đoạn tiến hóa thứ ba. Gừ. Đương lúc Dương Bách Xuyên nghe ông già giảng giải thì bị một tiếng rồng ngâm cắt ngang. Ngay sau đó, tiếng rồng ngâm thứ hai cũng vang lên. Gầm. Bấy giờ, Dương Bách Xuyên ngửa mặt nhìn thử, đúng như những gì ông già nói, con rắn lục đực kia quả thật đã phân hóa thành ba con giao long xanh thẫm. Mỗi con dài tầm 9 mét. Nhìn tổng thể có vẻ nhỏ hơn bản thể của rắn lục đực rất nhiều, nhưng cảm giác mỗi một con giao long mang đến lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây là giai đoạn tiến hóa thứ hai mà ông già nói ư. Theo lời ông già thì rắn lục đực là thần hồn chuyên cắn nuốt các loại linh thể khác, nó không có máu thịt chân chính, lá bài tẩy lớn nhất của nó chính là sức mạnh thần hồn cực mạnh. Thậm chí giai đoạn tiến hóa thứ ba sẽ mạnh hơn nữa, và có liên quan tới rắn lục cái. Tiếc là ông già còn chưa nói xong thì đã bị cắt ngang. Nhắc đến mới thấy lạ, lúc này Dương Bách Xuyên chợt nhận ra chẳng biết từ khi nào mà con rắn lục nhỏ lúc đầu đã mất tăm mất tích, tại hiện trường không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Sau 3 tiếng rồng ngâm, trước mặt Dương Bách Xuyên xuất hiện 3 con giao long. Lúc này, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được trên người của hắn có 3 cỗ hơi thở bám giết không tha, hiển nhiên là hắn đã bị 3 con giao long kia tỏa định. Điều này khiến hắn cảm thấy rất nguy hiểm cận kề. Nỗi sợ dần dâng lên trong lòng, hắn vội hỏi sư phụ, ông già à, con cảm nhận được 3 con giao long này rất mạnh, không biết có cách nào đối phó bọn nó không? Sốt ruột làm gì, có mạnh tới đâu thì cũng chỉ là một thứ dị dạng chuyên cắn nuốt yêu vật âm linh mà lớn thôi, kiểu gì chẳng có điểm yếu. Giờ mau dòng tai lên lắng nghe cho kỹ thuần dương liệt nhật chú mà vi sư sắp truyền cho con, sau đó vận dụng mệnh tinh thần tượng của con để thi triển. Bảo đảm có thể lật ngược tình thế, tiêu diệt giao long do rắn lục được tiến hóa mà thành. Tính ra nó cũng chẳng phải giao long thật, chỉ là một loại thiên phú thần thông thôi. Vân Thiên Tà bình thản tuyên bố một cách ngạo nghễ. Nghe ông già nói vậy, Dương Bách Xuyên khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Mặc dù ông già bảo sẽ không ra tay, nhưng vẫn có thể chỉ dẫn mình chiến đấu, thế là đủ rồi.
Ông già vừa nói hết câu, trong đầu bỗng hiện lên pháp quyết của Thuần Dương Liệt Nhật chú. Nghe có vẻ giống lời nguyền, nhưng thật ra là một dạng chú ấn, cách thi triển cũng rất đơn giản, chỉ cần vừa niệm chú vừa bắt ấn tấn công là được, chiêu này chuyên dùng để đối phó với những thứ có thần hồn thuộc tính âm. Không có mẹo gì hết, chỉ cần nhìn là làm được, quan trọng nhất phải biết thúc giục thần hồn bản mệnh của bản thân thì mới thực hiện thành công. Thế nên bí pháp này cực kỳ hao phí thần hồn bản mạng, nhưng Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Hắn sở hữu bản mệnh thần tượng có 102 trên đời, bản thân hắn cũng rất mạnh, thế nên lúc đối diện với ba con dao long biến thành từ rắn lục đực, hắn bỗng cảm thấy nóng lòng muốn thử xem sao. Gầm. Đúng lúc này, ba con dao long bỗng thét dài một tiếng, sau đó bất ngờ lao như bay về phía hắn, chớp mắt ba con đã tạo thành thế chân vạc, bủa vây hắn từ ba hướng. Thấy ba con cùng xông lên, tất nhiên Dương Bách Xuyên chẳng dám khinh thường. Hắn làm theo những gì ông già đã truyền dạy, tay bắt ấn, miệng niệm pháp quyết Thuần Dương Liệt Nhật chú, bắt đầu thi pháp. Mệnh tinh thần tượng trong tâm trí chớp mắt đã hợp nhất. Bấy giờ, mệnh tinh thần tượng cao ba trượng chợt hiện lên sau lưng hắn, tuy có hơi mờ ảo, nhưng vẫn nhìn ra được là đang nghiêm trang học theo động tác bắt ấn niệm pháp quyết của hắn. Thuần Dương Liệt Nhật chú hoàn toàn bị mệnh tinh thần tượng điều khiển, trong nháy mắt, thanh kiếm phát ra ngàn vạn ánh sáng màu vàng kim. Thanh xà ba đầu biến thành giao long, bị bao phủ trong kim quang từ mệnh tinh thần tượng của Dương Bách Xuyên, sau đó thét lên một tiếng thảm thiết. Ngao ngao ngao, toàn thân nhìn như đang bốc khói xanh. Có lẽ là bởi vì nó không chịu nổi kim quang từ mệnh tinh thần tượng của Dương Bách Xuyên, khi kim quang chiếu rọi giao long ba đầu, cơ thể của nó giống như đang bốc cháy. Dương Bách Xuyên biết đây là bị sức mạnh của Thuần Dương Liệt Nhật chú đốt cháy. Giờ phút này, Dương Mỗ vui mừng, trong lòng khen ngợi lão đầu tử không hổ là chí tôn tán tiên thập nhị kiếp, ông chỉ tùy tiện cho hắn một cái bí pháp đã có uy lực mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên cũng không phải là không có khuyết điểm, sau khi sử dụng Thuần Dương Liệt Nhật chú cảm giác chân thật nhất chính là từng đợt yếu ớt bất lực. Bất kỳ loại bí pháp thần thông mạnh mẽ nào cũng có cái giá của nó, điểm này Dương Bách Xuyên đều hiểu rõ ràng. Nhưng sau khi nhìn thấy hiệu quả, hắn cảm thấy rất đáng giá. Hắn cũng tự cảnh báo bản thân tốt nhất nên sử dụng bí pháp này một cách thận trọng trong tương lai, nếu không sẽ có chuyện xảy ra. Một nhược điểm khác là Thuần Dương Liệt Nhật chú chỉ nhắm vào thần hồn, không có tác dụng đối với máu thịt. Nhưng đối với Dương Bách Xuyên mà nói cũng đủ rồi. Trên thân giao long ba đầu tựa như đang bốc cháy, từng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Tuy nhiên, ngay khi Dương Bách Xuyên nghĩ rằng giao long ba đầu sắp xong rồi, hắn thấy giao long ba đầu biến thành ba đạo ánh sáng xanh, sau đó hợp nhất lại với nhau, lại biến về hình dạng ban đầu thanh xà. Nhưng lần này, thân thể đã trở nên rất nhỏ bé, chưa đến nửa tấc. Cũng chính tại thời điểm này, bất ngờ có một sự thay đổi đột ngột. Một con thanh xà khác không biết từ đâu tới, phát ra âm thanh rít gào, vậy mà một phát nuốt chửng con thanh xà giống đực này. Ngao! Sau đó một tiếng gầm như sấm vang lên. Ngay lập tức, thanh xà cái đột nhiên xuất hiện một ngụm thôn vệ con thanh xà đực, hay đúng hơn, chính là thôn vệ thần hồn của con thanh xà đực. Giống cái hợp thể. Tiếng thét dài càng thêm chói tai. Sau khi thanh xà giống cái thôn vệ con thanh xà đực, ánh sáng xanh nổi lên. Một cỗ khí tức phô thiên cái địa đột nhiên xuất hiện khắp sân, cực kỳ kiềm chế. Khí tức này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy tim bắt đầu đập nhanh. Cùng lúc đó, Dương Bách Xuyên phát hiện từ đám xương trắng của ma thú xung quanh toát ra tinh quang nhàn nhạt giống như khí tức, giờ phút này, tất cả đều trôi nổi trong ánh sáng xanh khổng lồ. Nói chính xác, nó đã được hấp thụ bởi thanh xà đực và cái sau khi hợp nhất, rất giống với năng lượng bổ sung. Rầm rầm. Sau đó, đám xương trắng của ma thú tan thành từng mảnh, tất cả đổ xuống nền đất. Cách đó không xa, Dương Bách Xuyên thấy Tiểu Phượng Hoàng và Phong Tiên cũng dừng lại, bởi vì lúc này, xương trắng của ma thú đang vây khốn bọn họ đều tản ra. Theo lý thuyết thì đây là một điều tốt. Nhưng Dương Bách Xuyên lại không vui chút nào. Bởi vì rõ ràng là tất cả sức mạnh của những xương trắng này đã hội tụ trên thanh xà sau khi sáp nhập lại. Lúc này, vùng đất xung quanh thanh xà được bao phủ trong thanh khí với đường kính 100 mét, hoàn toàn không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên trong. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng có thể nghĩ ra, nhất định không phải là chuyện gì tốt. Có lẽ đó là những gì lão đầu tử đã nói qua, giai đoạn thứ ba của sự tiến hóa của thanh xà. Khi trong lòng vừa nghĩ như vậy, giọng nói của lão đầu tử vang lên trong đầu, tiểu tử thúi, phải cẩn thận, thanh xà cái hợp thế, bước vào giai đoạn tiến hóa thứ ba,
bây giờ chính thức bước vào trở thành Sa Thi Thần, sức mạnh và thần hồn sẽ tăng vọt. Dương Bách Xuyên trong lòng kinh hãi, nghe lão đầu tử nói như vậy, xem ra hắn thật sự có chút áp lực. Thanh Xà là một trong những vị hộ pháp của Cửu Vĩ Thiên Đế, nghe nói trước kia là Thư Hùng hai đầu, đây không phải là cả hai vị thần hộ pháp sao? Nhưng bây giờ hắn đã hiểu rằng trên thực tế, nó vẫn chỉ là một vị thần hộ pháp, nhưng cần có một giống cái thôn vệ hợp nhất mới có thể biến thành một vị thần hộ pháp thực sự Sa Thi Thần. Không cần phải hỏi cũng hiểu bây giờ có chút phiền phức, chỉ riêng khí tức này đã mạnh hơn so với hậu duệ trước đây của Thủy Thần. Dương Bách Xuyên nghĩ đến việc ra tay trước khi bọn chúng hoàn toàn dung hợp. Nhưng hắn bị lão đầu tử mắng ngu ngốc, đã quá muộn, chỉ có thể đối đầu trực diện. Làm sao bây giờ đây lão già đáng chết? Dương Bách Xuyên hỏi trong não hải. Ha ha ha, vi sư đã nói không xuất thủ thì chắc chắn sẽ không xuất thủ, còn tự giải quyết đi, vi sư đi ngủ đây. Vân Thiên Tà có chút hả hê. Lão già đáng chết, Dương Bách Xuyên chửi ầm lên, nhưng lão đầu tử không nói gì. Vân đệ đệ, có chuyện gì vậy? Phong Thiên và Tiểu Phượng Hoàng đi tới hỏi. Dương Bách Xuyên cười khổ, con rắn cái thôn vệ rắn đực, bây giờ nó chính là Thư Hùng hợp nhất, nó sắp hóa thành Sa Thi Thần. Chuyện này, Phong Thiên cũng kinh hãi. Vừa rồi một mình đối phó với rắn đực vốn đã rất khó khăn, nhưng bây giờ con cái đã hợp nhất, chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn. Cửu Nhi tỷ không sao đâu, chúng ta cùng nhau xử lý, nói cho cùng cũng không phải Sa Thi Thần thật sự, chỉ là hậu duệ mà thôi. Lúc này, Dương Bách Xuyên chỉ có thể động viên. Cũng chỉ có thể như thế, chúng ta dùng hết toàn lực đi. Phong Thiên gật đầu. Ca ca, muội làm gì đây? Tiểu Phượng Hoàng lúc này mới lên tiếng. Thật ra cô bé có chút bất lực, ngọn lửa Phượng Hoàng mạnh mẽ thật sự chẳng có tác dụng mấy đối với Thanh Xà. Bây giờ cô bé lại nghe nói sau khi Thư Hùng hợp nhất, Thanh Xà sẽ càng mạnh hơn, cô bé muốn giúp Dương Bách Xuyên chia sẻ gánh nặng. Dương Bách Xuyên mỉm cười nói, lát nữa San Hồng vẫn sẽ dùng ngọn lửa hỗ trợ, cứ cố gắng hết sức, để phần còn lại cho ca ca, đừng lo lắng sẽ có cách giải quyết. Mặc dù hắn đang an ủi Tiểu Phượng Hoàng, cũng là đang cổ vũ bản thân và Phong Thiên. Nhưng khi Dương Bách Xuyên lên tiếng, trong lòng cũng trào dâng tinh thần chiến đấu mãnh liệt, hắn sẽ không thừa nhận thất bại. Hắn tu luyện từ trước đến nay, đã có thể tiến xa như vậy, hắn đã có thể tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, đương nhiên không phải là giả, mà là do chính mình từng bước tu luyện. Làm thế nào có thể đặt thêm một gánh nặng lên trái tim của bản thân vào thời điểm như vậy? Còn một điểm hắn thật sự biết rất rõ là mặc dù lão đầu tử nói không quan tâm, nhưng động đến sinh tử, ông làm sao có thể không quan tâm đến đây? Cho nên, Dương Mỗ càng tự tin. Mà trong cuộc trò chuyện với lão đầu tử, hắn có thể nghe được, kỳ thật giọng điệu của lão đầu tử rất thoải mái. Điều này cho thấy lão đầu tử tin vào bản thân hắn. Lão đầu tử đã có lòng với bản thân hắn, như vậy hắn càng có tài hơn nữa. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên vô thức toát ra ý chiến đấu cao ngất trời. Sau khi Phong Thiên bên cạnh cảm nhận được ý chiến đấu cao ngất trời từ trên người Dương Bách Xuyên, hai mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng thầm nói, thật sự là hậu sinh khảo ý, đã như vậy, đường đường là một yêu tiên như ta không thể giấu giếm được. Ngay lúc ba người bọn họ nói chuyện, rốt cuộc một tiếng gầm rú phát ra từ bên trong thanh khí. Oanh! Ngao! Ngay sau đó vang lên tiếng rồng ngâm. Dương Bách Xuyên, Phong Thiên và Tiểu Phượng Hoàng quay đầu lại nhìn. Nhưng bọn họ phát hiện sau khi màu lục lam tiêu tán, Thanh Xà hoặc là nói Sa Thi Thần bên trong lộ ra diện mạo thực sự. Đột nhiên nhìn thấy khiến Dương Bách Xuyên suýt chút nữa bị dọa kêu to một tiếng. Thoạt nhìn, nó trông giống như một thanh long. Nhưng nhìn kỹ lại thì có vẻ như có một cặp thịt viên trên đầu, trên bụng có bốn móng vuốt, kỳ thực vẫn chỉ là một dao long. Chỉ là nó vô cùng gần với trạng thái biến thành rồng hoàn toàn. Một con dao long màu lục lam dài khoảng 9 mét. Ngoại trừ việc không có sừng rồng trên đầu, phần còn lại của nó hoàn toàn gần với một con rồng. Khí tức mạnh mẽ không gì sánh được đang ắt gao khóa chặt hắn. Dương Bách Xuyên hừ mũi lạnh lùng, xúc sinh này thế mà vẫn còn nhớ thù. Thanh kiếm đồ long trong tay, kiếm khí tuôn trào, ánh sáng mệnh tinh thần tượng sau lưng hắn chập chờn. Phù văn màu vàng của chuông Đông Hoàng bao phủ hắn, coi đó là phòng ngự, cánh cổng của U Đô cũng xuất hiện, dù sao. Hắn đã thể hiện tất cả sức mạnh của mình, chờ đợi để chiến đấu với Sa Thi Thần. Ngao! Đúng lúc này, Sa Thi Thần đã biến thành thanh dao long gầm lên đầy giận dữ, một luồng khí tức màu xanh lục từ miệng nó phun thẳng về phía Dương Băng Xuyên. Long tức, Xuyên đệ đệ tránh, đừng phản kháng lại. Phong Tiên hét lên,
chín cánh toàn thân vỗ nhanh vụt đến trước mặt Dương Bách Xuyên, chín cánh lóe lên kim quang, phù văn lần lượt xuất hiện, hội tụ trước mặt nàng ta. Dương Bách Xuyên chỉ nghe thấy phong tiên thốt ra, cửu xí che trời. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy một hình dạng xoáy vàng, những phù văn phức tạp và bí ẩn chuyển động bên trong, đụng vào long tức của thanh giao. Ầm, thanh âm thiên băng địa liệt vang vọng. Vòng xoáy màu vàng kim của phong tiên vỡ vụn răng rắc, long tức của giao long lục lam cũng vỡ vụn. Đột nhiên, móng vuốt rồng đập vào thân thể của phong tiên. A! À, phong tiên ngã xuống đất kêu đau đớn. Một vệt máu phun ra giữa không trung. Cửu nhi tỷ, Dương Bách Xuyên cảm động trong lòng, hắn không ngờ phong tiên lại chắn trước mặt hắn. Nghiệt xúc, Dương Bách Xuyên tức giận chém một kiếm. Một nhát kiếm vùng chém lên người thanh giao, chỉ vẻn vẹn làm cho thân giao long run rẩy, hiệu quả cũng không lớn. Ngay lập tức, đòn phản công của thanh giao liền đến, một kích thần long bài vĩ trực tiếp quất tới. Tốc độ nhanh đến mức khiến cho không gian méo mó, Dương Bách Xuyên hiển nhiên nhìn thấy nhưng lại cảm thấy mình không thể né tránh, cho nên hắn dứt khoát tập trung toàn bộ sức mạnh lên thanh kiếm đổ long, đột nhiên chém vào đuôi thanh giao. Ầm. Sau tiếng ầm ầm, Dương Bách Xuyên chỉ cảm thấy mình như vừa đánh trúng một ngọn núi lớn, thanh kiếm đổ long trong tay suýt chút nữa đã rời khỏi tay. Lực lượng khổng lồ trực tiếp truyền đến chuông Đông Hoàng, khiến cho chuông Đông Hoàng chấn động phát ra tiếng răng rắc, xuất hiện vết nứt. Lần này, phòng ngự của chuông Đông Hoàng coi như đã vô dụng. Nhưng bản thân Dương Bách Xuyên lại không bị thương. Điều đó chứng tỏ sức mạnh phòng ngự của chuông Đông Hoàng vô cùng mạnh mẽ. Quả nhiên, phòng ngự của chuông Đông Hoàng lập tức tiêu tán, nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ rằng nó đã rất tốt rồi. Phải biết rằng đây là một cuộc kháng cự trực diện trước sự tấn công của Thanh Giao, điều này không hề dễ dàng. Thanh Giao hiện tại nhất định có thực lực của một tán tiên lục chuyển. Một tu sĩ ở phi thăng cảnh đại viên mãn như hắn có thể chống lại công kích của Thanh Giao đã đủ tự hào. Mặc dù chống được công kích của Thanh Giao, nhưng Dương Bách Xuyên không hề thả lỏng chút nào, ngược lại lại như lâm đại địch. Cũng may đúng lúc này, Tiểu Phượng Hoàng phát ra một tiếng thét dài phun ra ngọn lửa màu tím thiêu đốt đến chỗ con rồng màu lục lam, làm hắn tránh khỏi nguy hiểm bị thanh giao thừa thắng xông lên. Ầm ầm, một tiếng gầm dài, khí tức màu xanh lục phun ra từ miệng thanh giao va chạm với ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng. Trong lúc nhất thời lâm vào tình thế giằng co. Từ xa nhìn lại, Tiểu Phượng Hoàng phun ra ngọn lửa màu tím từ miệng cùng khí tức màu xanh do thanh giao phun ra đối đầu với nhau, một tím và một xanh giằng co lẫn nhau. Một trận so đấu bắt đầu. Dương Bách Xuyên biết Tiểu Phượng Hoàng đang liều mạng, hắn tranh thủ cơ hội ra tay, lúc này làm sao dám chỉ hoãn, hắn nổi giận gầm lên, nhảy lên phóng thẳng về phía thanh giao. Đúng lúc này, giao long lại giáng thêm một kích thần long bài vĩ, vung đuôi quật về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này, Dương Bách Xuyên hừ lạnh, nghiệt xúc, cùng một chiêu, ta làm sao có thể ăn hai lần. Lời vừa dứt, Dương Bách Xuyên thúc giục quần thất thải bảo y trên người. Sau một tia sáng bảy màu lóe lên, hắn biến mất tại chỗ. Dương Bách Xuyên kích hoạt chức năng tàng hình của thất thải bảo y, trước kia hắn cũng không sử dụng là bởi vì hắn không có cơ hội, hắn cũng biết công năng tàng hình của thất thải bảo y, quả thực rất thần kỳ. Lúc này, chính Tiểu Phượng Hoàng đã tạo cơ hội cho hắn, đương nhiên, tăng thêm công kích giữa phong tiên và hắn cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh giao ở một mức độ nào đó. Giao long thổ tức, kỳ thật có thể phun ra dễ dàng như vậy cũng cần trả một cái giá. Phong tiên chống lại đợt long tức đầu tiên, bị thương nặng, bỏ ra đại giới, hắn cũng đã dùng hết toàn lực để chống lại đợt thứ hai. Hai ngụm long tức tất nhiên sẽ khiến cho giao long không thoải mái. Tại thời điểm này là thích hợp nhất để kích hoạt khả năng tàng hình của thất thải bảo y. Khi Dương Bách Xuyên biến mất, một kích thần long bài vĩ của thanh giao thất bại, trong đôi mắt như chiếc chuông đồng có chút hoảng loạn. Thanh giao tự nhiên cảm nhận được toàn bộ khí tức của Dương Bách Xuyên đều biến mất. Chuyện này quá kỳ lạ. Để tìm vị trí của Dương Bách Xuyên, một quyền lại một quyền đều không hề có phát hiện nào. Thanh giao lúc này có chút bối rối. Cảm thấy có gì đó không ổn, nó đột nhiên gia tăng thanh khí đang đối đầu với ngọn lửa của Tiểu Phượng Hoàng, muốn bức lui Tiểu Phượng Hoàng để tìm kiếm tung tích của Dương Bách Xuyên. Nhưng vào lúc này, thanh giao đột nhiên cảm nhận được, trên đầu nó có dấu vết dao động linh lực, nó lập tức kinh hãi, lúc muốn rút lui né tránh thì phát hiện đã quá muộn. Giọng nói của Dương Bách Xuyên vang lên bên tai, phá vỡ chảm. Phụt! Thân ảnh của Dương Bách Xuyên xuất hiện trên đỉnh đầu giao long, đột nhiên đâm thẳng kiếm xuống giữa trán nó, phù một tiếng, phần lớn thanh kiếm đổ long đâm vào giữa hai sừng của thanh giao. Nơi này chính là điểm yếu,
hoặc là nó chính là tử huyệt. Chính lão đầu tử đã nói với hắn ngay lúc hắn xuất thủ, để hắn đâm vào tử huyệt ở giữa hai sừng trên đầu Thanh Giao. Quả nhiên một kích liền đắc thủ. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên biết nếu không phải có khả năng tàng hình của thất thải bảo y, nhưng hắn im lặng bay xuống đỉnh đầu Thanh Giao, một kích này có thể thành công hay không cũng khó nói. Ngao ngao ngao. Khoảnh khắc tiếp theo, Thanh Giao kêu thảm thét dài. Dương Bách Xuyên mừng rỡ trong lòng, thầm nói, cuối cùng cũng cho Nghiệt Xúc một đòn hiểm, người còn dám phách lối sao? Tuy nhiên, mọi thứ thường diễn ra theo hướng từ cực lạc sinh buồn. Ngay sau khi Dương Bách Xuyên thành công giáng xuống một đòn, trong lòng vừa mới vui sướng thì nhìn thấy hai cái sừng trên đỉnh đầu Thanh Giao, hoặc hai cục thịt đột nhiên phát ra hai luồng sáng trắng. Trong nhận thức của Dương Bách Xuyên, hai đạo ánh sáng trắng là một âm một dương, mang theo khí tức mạnh mẽ không gì sánh kịp, khiến trái tim Dương Bách Xuyên run rẩy. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tiến vào cơ thể Dương Bách Xuyên. Một đạo thẳng đến biển ý thức, mang theo sát khí âm phong. Một đạo thẳng đến đan điền, mang theo khí tức cực nóng, khiến hắn cảm thấy như thể thân thể mình đang bị ngọn lửa thiêu đốt. A! À, Dương Bách Xuyên đột nhiên hét lên thảm thiết, từ trên đầu Thanh Giao rơi xuống. Giờ phút này, hắn cảm thấy mình sẽ chết, ngay khi sức mạnh phát ra từ hai sừng của Thanh Giao xông vào trong cơ thể mình. Sức mạnh của toàn thân lúc này hỗn loạn, bị hai cỗ lực lượng này phá vỡ. Hơn nữa hai luồng sức mạnh này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy khó có thể chống cự. Lúc này hắn chỉ có thể ngã xuống, rơi xuống từ không trung mấy trăm mét, nhưng hắn không có cách nào khống chế được sức mạnh trong cơ thể, nếu ngã xuống hắn không chết cũng phế. Mấu chốt là dưới sự va chạm của lực lượng này, Dương Bách Xuyên bị thương từ trong ra ngoài, thân thể trực tiếp bị hai cỗ lực lượng này đâm xuyên thành hai lỗ máu. Từng đoạn lớn kinh mạch trong cơ thể đứt thành từng khúc. Hắn phun ra từng ngụm máu. Sắp chết đến nơi rồi đó, lão già đáng chết nhà người còn không mau xuất thủ đi. Dương Bách Xuyên đáy lòng kêu to sư phụ Vân Thiên Tà. Không chết được, cứ chờ đấy. Ngay lập tức, giọng nói của lão đầu tử vang lên trong đầu. Nghe hiểu lời vừa nói của lão đầu tử. Dương Bách Xuyên lúc này muốn tức giận chửi mắng, nghe ý tứ của lão già đáng chết này thực sự muốn mặc kệ hắn. Nhưng cũng có nghi ngờ, giọng điệu của lão đầu tử dường như rất. Vừa mới nghĩ đến đây, hắn cảm thấy biển ý thức có sự thay đổi, đột nhiên ánh mắt Dương Bách Xuyên sáng lên. Nhưng khi hắn phát hiện một đạo sức mạnh của Thanh Giao khác xông vào biển ý thức của mình đi thẳng đến chỗ nguyên thần, một đạo tử khí dài ba tấc quang mang đại thịnh nổi lên. Bản nguyên của Kỳ Lân. Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc này lão đầu tử không vội, bản thân hắn cũng quên mất trong cơ thể hắn có một cỗ sức mạnh bản nguyên của Kỳ Lân tồn tại. Cỗ sức mạnh bản nguyên của Kỳ Lân nho nhỏ này là do linh hồn Kỳ Lân ban cho hắn ở Lăng Thủy Hoàng hay là nói thần mộ viên ở quê hương địa cầu, nói là cảm tạ hắn vì đã tìm được nghé con ngay sau khi tìm được Kỳ Lân. Lúc đó, nó trực tiếp tiến vào mi tâm của hắn, sau khi tiến vào biển ý thức, cũng chưa từng đóng lại, Dương Bách Xuyên cũng quên mất. Không ngờ khoảnh khắc này lại bạo phát. Sau khi nhắm mắt lại nhìn thì thấy sau khi uy lực của bản nguyên Kỳ Lân trong biển ý thức đang tỏa sáng rực rỡ, lực lượng của Thanh Giao giống như giọt nước chạm vào ngọn lửa, trực tiếp bị sức mạnh bản nguyên của Kỳ Lân làm cho bốc hơi. Sức mạnh bản nguyên của Kỳ Lân nhìn chỉ nhỏ ba tấc, nhưng khi ánh sáng màu tím phun trào, nó lao ra từ biển ý thức, chiếu rọi toàn thân từ trong ra ngoài, một đạo sức mạnh khác Thanh Giao trong đan điền cũng bị ánh sáng tím của Kỳ Lân làm cho bốc hơi biến mất không còn gì. Mới vừa rồi còn đối mặt với nguy cơ sinh tử. Mà đúng lúc này, Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng hét dài của chồn nhỏ, rít. Phóng tầm mắt nhìn tới, chính là chồn nhỏ đã biến đổi, đôi cánh vàng phía sau nó dang rộng, móng vuốt sắc nhọn lập lòe kim quang, đáp xuống đầu Thanh Giao một cái vèo. Chỉ thấy chồn nhỏ vung vẩy vuông sắc trên đầu Thanh Giao. Ngao ngao ngao, tiếng gào thét của Thanh Giao cứ vang lên, thanh kiếm đầu long của Dương Bách Xuyên vẫn còn cắm trên đầu nó. Vốn đã rất chí mạng, nhưng bây giờ lại bị chồn nhỏ trực tiếp ngược đãi. Chồn nhỏ hóa thành kim quang chớp động trên khắp cơ thể Thanh Giao, những nơi nó đi qua, lân giáp trên thân rồng văng tung tóe, từng mảng lớn huyết nhục rơi xuống. Trên cơ bản nhìn không thấy máu, chỉ có một màu xanh đậm bốc lên. Rầm! Thanh Giao từ trên trời rơi xuống đất phát ra tiếng ầm ầm, khiến cho mặt đất cũng vì đó mà rung chấn. Lúc này, Dương Bách Xuyên chết lặng. Vết thương trên người nhanh chóng hồi phục sau khi được ánh sáng bản nguyên của Kỳ Lân chiếu rọi. Hạ cánh vững vàng trên mặt đất, khi hắn nhìn tới nó, chồn nhỏ phát ra từng tiếng chi chi giận dữ, gần như lăng trì Thanh Giao.
Dương Bách Xuyên nhìn chồn nhỏ chút giận ngược đãi Thanh Giao, trong lòng thầm sảng khoái, hắn cũng sợ hãi thán phục khi móng vuốt của chồn nhỏ dường như càng ngày càng mạnh mẽ. Thân thể của Thanh Giao mạnh mẽ đến mức nào, hắn không sao biết được, ngọn lửa màu tím của tiểu Phượng Hoàng không thể thiêu đốt, hắn chém bằng kiếm đổ long cũng vô dụng, nếu không phải đánh lén vào tử huyệt trên đầu, thì đều không thể phá vỡ thân thể của Thanh Giao. Nhưng lúc này, dưới móng vuốt sắc bén của chồn, thân Thanh Giao giống như đang cắt đậu phụ. Chỉ có thể nói rằng chồn nhỏ sau khi nổi điên rất hung dữ. Đạo hữu tha mạng, chúng ta phục rồi. Ngay lúc con chồn thi triển thần uy, Thanh Giao Long lên tiếng xin tha, nghe ra hai giọng một nam một nữ, không cần hỏi cũng biết là Thanh Xà Chống Mái. Hương Hương dừng lại, Dương Bách Xuyên mỉm cười bảo con chồn dừng lại. Rõ ràng là Thanh Giao Long bị ăn hành đã chịu phục. Chít chít. Con chồn giống như tướng quân thắng trận, sau khi dừng lại liền nhảy lên vai Dương Bách Xuyên, khôi phục hình thể nhỏ như mèo, đôi mắt to tròn cực kỳ đáng yêu. Nếu lúc nãy không tận mắt chứng kiến sự hung hãn của con chồn, thì ai mà ngờ được đứa nhỏ trông rất đáng yêu này lại có bản lĩnh giết rồng, có thể bón hành cho Sa Thi Thần một trong những thần hộ pháp dưới trướng Cửu Vĩ Thiên Đế chứ. Tuy chỉ là hậu duệ của Sa Thi Thần, nhưng cũng không phải dạng vừa. Ba người Dương Bách Xuyên, Phong Tiên và Tiểu Phượng Hoàng đều bị ăn hành. Mặc dù sau cuối con chồn mới ra tay đánh địch, nhưng không thể không thừa nhận hiện tại con chồn thật sự rất mạnh. Từ lần đầu tiên con chồn lộ ra bốn móng vuốt sắc bén, Dương Bách Xuyên đã biết là móng vuốt của nó rất đáng gờm. Theo sự tiến hóa không ngừng của con chồn, cặp móng vuốt đã vượt xa rất nhiều pháp khí trên thế gian. Nhất là lần trước ở vườn hoa của Lam Tâm Tiên Vương, Dương Bách Xuyên đặt con chồn vào đại trận âm dương phục tô cùng với Phong Tiên và Lục Nhĩ Mi Hầu, không chỉ giúp con chồn chữa trị yêu đan mà còn tiến hóa một lần. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên chưa từng suy đoán con chồn mạnh cỡ nào, hôm nay xem như hắn đã mở mang kiến thức. Hiện giờ, bất chi bất giác con chồn đã trưởng thành theo hắn. Đây là chuyện đáng mừng. Không chỉ riêng cặp móng vuốt sắc bén có thể phá mọi thứ cứng rắn trên thế gian, mà con chồn còn dần dần bộc lộ những thiên phú khác. Đôi cánh mọc sau lưng chứng tỏ con chồn đã đi lên con đường thần chồn phi thiên trong lời sư phụ. Đương nhiên Dương Bách Xuyên biết thật ra thiên phú lớn nhất của con chồn là tầm bảo. Có cảm giác nhạy bén với thiên tài địa bảo trên thế gian, đây mới là trọng điểm thiên phú của con chồn. Tuy nhiên, bây giờ xem ra giá trị vũ lực của con chồn cũng không kém. Dương Bách Xuyên tin rằng trong tương lai con chồn sẽ càng ngày càng mạnh. Đến một ngày nào đó, con chồn sẽ thật sự trở thành thần chồn phi thiên thần thú đứng đầu thiên địa theo lời của sư phụ. Hiện tại nó đã bộc lộ bản lĩnh. Dương Bách Xuyên vô cùng kỳ vọng vào con chồn. Ngay cả Phong Tiên nhìn dáng vẻ hết sức đáng yêu của con chồn trên vai Dương Bách Xuyên, trong lòng cũng cực kỳ chấn động. Nàng ta biết rõ phòng ngự của Thanh Giao Long mạnh cỡ nào, thực lực mạnh bao nhiêu. Vậy mà bây giờ nó cũng bị con chồn trông có vẻ ngốc nghếch dễ thương trên vai Dương Bách Xuyên đánh te tua, phá vỡ lớp phòng ngự của Thanh Giao Long dễ dàng như cắt đậu phụ. Ban đầu Phong Tiên chỉ coi con chồn là linh sủng của Dương Bách Xuyên, không có sức chiến đấu gì, chỉ dùng để chơi thôi. Nhưng bây giờ Phong Tiên biết mình đã nhầm, bên cạnh Dương Bách Xuyên không có ai vô dụng cả, ai ai cũng mạnh hết. Tiểu Phượng Hoàng là thế, bây giờ con chồn cũng vậy, thật sự khiến nàng ta thổn thức trong lòng. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi con chồn hành hạ Thanh Giao Long, Phong Tiên bỗng rùng mình. Dương Bách Xuyên không biết Phong Tiên đang nghĩ gì trong đầu, lúc này hắn đang nhìn Thanh Giao Long. Thanh Giao Long bị con chồn đánh tơi bời, sau khi xin tha, toàn thân nó lóe lên ánh sáng xanh, hóa thành một viên thần châu màu xanh giống như hậu duệ thủy thần. Tên họ Dương nào đó nhếch miệng cười, vươn tay bắt lấy viên thần châu màu xanh. Hắn nhìn vào bên trong, thấy có hai con thanh xà đang ngoe nguẩy. Đúng lúc này, không khí xung quanh chợt vặn vẹo, chỗ bọn họ đang đứng phát sinh biến hóa. Vô vàn mộ hoang không nhìn thấy điểm cuối biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một đại điện trống trải. Lúc này Dương Bách Xuyên hiểu ra thần điện Sa Thi chân chính đã xuất hiện. Chắc hẳn trước đây thế giới này được hình thành bằng pháp thuật, sau khi Sa Thi thần hóa thành thần châu, toàn bộ lực lượng biến mất, để lộ diện mạo vốn có của đại điện. Sau đó, trong ánh sáng xanh rực rỡ, một cánh cửa xuất hiện. Ba đốm sáng màu xanh biếc bay ra. Lần này Phong Tiên không ra tay, đã bình thản hơn nhiều. Dương Bách Xuyên vươn tay bắt lấy. Cũng là ba viên tiên linh thạch to bằng nắm tay trẻ con, bên trong tràn đầy khí tức hệ mộc. Hẳn là tiên linh thạch hệ mộc. Giống với cách chia lần trước, Dương Bách Xuyên đưa một viên tiên linh thạch cho Phong Tiên. Lần này Phong Tiên thản nhiên nhận lấy, không
không từ chối. Viên tiên linh thạch thứ hai, Dương Bách Xuyên thưởng cho con trồn. Lần này con trồn lập công đầu, đương nhiên tất cả mọi người đều góp sức. Viên tiên linh thạch thứ ba, Dương Bách Xuyên đưa cho Tiểu Phượng Hoàng, nhưng nàng lắc đầu bảo, ca ca cầm lấy đi, tiên linh thạch hệ mộc không có tác dụng lớn với ta. Được, vậy thì ta nhận. Bọn họ là người một nhà, Dương Bách Xuyên không khách sáo. Sau khi phân chia chiến lợi phẩm, Dương Bách Xuyên liếc nhìn Phong Tiên rồi dẫn đầu bước vào cánh cửa màu xanh. Theo lời của hậu duệ thủy thần thì ba thần hộ pháp của tiên phủ cửu vĩ có ba thần điện. Hiện tại bọn họ đã vượt qua điện thủy thần và thần điện Sa Thi, vẫn còn một điện cuối cùng là điện thần Đế Giang. Chỉ có đánh bại ba thần hộ pháp, thu thập đủ ba viên thần châu hộ pháp mới có thể tiến vào điện Thiên Hồ. Tức là khu vực trung tâm. Bây giờ bước qua cánh cửa tỏa ra ánh sáng xanh này, bên kia hẳn là điện thần Đế Giang. Nơi ở của thần hộ pháp thứ ba. Về thần hộ pháp thứ ba, Dương Bách Xuyên và Phong Tiên chỉ biết vị thần hộ pháp cuối cùng này tên là thần Đế Giang, làn da màu vàng, toàn thân đỏ như lửa, có 6 chân 4 cánh, giỏi múa hát. Cụ thể vị này có năng lực gì, dáng vẻ ra sao, bọn họ không rõ. Sau khi vào trong ắt sẽ biết. Một khắc sau, mấy người bọn họ bước qua cánh cửa tỏa ra ánh sáng xanh, đến một thế giới khác. Nơi này cũng mang dáng vẻ của một thế giới chứ không phải đại điện, nhưng hoàn toàn khác thế giới tịnh thủy của điện thủy thần và thế giới mộ hoang của thần điện Sa Thi trước đó. Hai thế giới trước đều âm u, còn thế giới này lại lấp lánh ánh nắng, trời xanh mây trắng, chim hót hoa nở. Bọn họ xuất hiện ở nơi hoa tươi nở rộ, một biển hoa không nhìn thấy điểm cuối. Có phải đi nhầm chỗ rồi không? Dương Bách Xuyên lẩm bẩm. Đúng là hơi không quen. Phong Tiên cũng lên tiếng. Hai thế giới giới thì một tĩnh mịch một âm u, còn hiện tại thế giới này lại tràn đầy sức sống, tựa như tiên cảnh. Chênh lệch trước sau quá lớn, quả thật không quen. Đằng xa có côn trùng kêu chim hót, ngắm nhìn cảnh vật khiến người ta thả lỏng tâm tình. Hương hoa theo gió bay tới, thấm vào lục phủ ngũ tạng. Mấy người Dương Bách Xuyên vừa mới đến từ thế giới âm u áp lực, sau khi đến nơi này ai nấy đều không nhịn được tham lam hít thở. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười quyến rũ như chuông bạc vang lên, ha ha ha. Chào mấy vị khách quý, thiếp không đón tiếp từ xa. Các vị đã tới, chi bằng ở lại hàn xá nha. Ha ha ha. Tiếng nói vừa dứt, biển hoa dưới chân tự động tách ra, để lộ một con đường nhỏ lát đá xanh dài đằng đẵng. Dương Bách Xuyên và Phong Tiên dõi mắt nhìn, cách mấy trăm mét xuất hiện một tiểu viện cổ kính hệt như tranh vẽ từ lúc nào chẳng hay. Giả thần giả quỷ, cửu nhi tỷ tỷ. Chúng ta qua đó xem sao, Dương Bách Xuyên nói với Phong Tiên. Mọi người cẩn thận, người được gọi là thần hộ pháp của tiên phủ cửu vĩ, cho dù là hậu duệ viễn cổ cũng không phải hạng đơn giản. Chúng ta đã đến điện cuối cùng, đừng để lật thuyền trong mương. Phong Tiên bình tĩnh nói. Được, đi thôi, Dương Bách Xuyên gật đầu, tay dắt Tiểu Phượng Hoàng, con trồn ngồi trên vai, cùng Phong Tiên đi đến tiểu viện đằng xa. Quãng đường không xa lắm, nhưng mấy người đều đi rất cẩn thận. 10 phút sau mới đến trước cổng tiểu viện. Phong Tiên nhìn yêu văn trong tấm biển trên cổng, nhỏ giọng đọc, thần đế giang cư. Phong Tiên vừa dứt lời, cánh cổng tự động mở ra. Giọng nói quyến rũ lúc trước vọng ra từ bên trong, mời mấy vị khách quý vào trong, thiếp đã đợi ngày này lâu rồi. Chỉ nghe thấy tiếng, không nhìn thấy người. Đi nào, ta muốn xem vị hộ pháp thần đế giang này có thủ đoạn gì. Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ mũi, đi vào tiểu viện. Trong tiểu viện muôn hoa nở rộ, nhưng không có một loài hoa nào Dương Bách Xuyên biết. Mấy chục mét phía trước có đình nghỉ mát, một nữ tử mặc y phục họa tiết hoa ngồi quay lưng về phía bọn họ, trước mặt đặt một cây đàn cổ. Dương Bách Xuyên và Phong Tiên đi từng bước tới đó, hai người đều điều động lực lượng toàn thân, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Sau khi đến nơi này, bọn họ không thả lỏng một giây. Thần đế giang phải không? Hộ pháp cuối cùng của tiên phủ cửu vĩ. Ngươi có thủ đoạn gì thì dùng hết đi, hoặc là ngươi chủ động hóa thành thần châu nhé. Dương Bách Xuyên và mấy người Phong Tiên đứng bên ngoài đình nghỉ mát, thẳng thừng nói. Dương Bách Xuyên nói xong, nữ tử quay lưng về phía bọn họ trong đình nghỉ mát bỗng cười khanh khách, đồng thời xoay người lại. Ha ha ha, tiểu đệ đệ đúng là người thẳng thắn, nhưng tỷ tỷ không phải hai kẻ lỗ mãng thủy thần và sa thi thần chỉ biết chém giết. So với bọn họ, tỷ tỷ thích văn nhã hơn. Nói đến đây. Nữ tử cũng tức là thần đế giang thoáng dừng lại rồi mới nói tiếp, hay là vậy đi, tỷ tỷ có nhiệm vụ trên người, là một sợi thần hồn mà nương nương để lại, cũng chỉ nhận lệnh mà thôi. Bất kể thế nào,
quá trình vẫn phải đi. Tỷ tỷ không thích công việc thô lỗ này, chuẩn bị biểu diễn một ca khúc. Nếu các ngươi có thể nghe hết ca khúc của tỷ tỷ sẽ tự động hóa thành thần châu, như vậy có được không? Dương Bách Xuyên nghe vậy thì sửng sốt, hắn cứ ngỡ phải ra tay, nhưng không ngờ nữ tử này lại nói như vậy. Khiến hắn và mấy người phong tiên cảm thấy bất ngờ. Nghe một ca khúc mà thôi, hình như không khó nhỉ. Nhìn nữ tử mặt như hoa đào, eo như nước như rắn, Dương Bách Xuyên biết nàng ta chính là thần hộ pháp thứ ba thần đế Giang. Mặc dù nàng ta không tự giới thiệu ra môn, nhưng lời nói đã ngầm thừa nhận nàng ta là thần hộ pháp thứ ba. Nói đúng ra nàng ta là một sợi thần hồn mà chân thân để lại biến thành, cũng có thể nói là một phân thân giống như thủy thần và sa thi thần. Cả ba đều tuân theo mệnh lệnh của cửu vĩ yêu tiên tức sư nương nhà mình, trấn thủ nơi này mà thôi. Vấn đề hiện tại rất đơn giản, chỉ cần nghe một ca khúc của nàng ta là có thể khiến thần đế Giang hóa thành thần châu. Đương nhiên Dương Bách Xuyên và Phong Tiên đều biết chắc chắn ca khúc đó không dễ nghe, nhưng so với liều mạng chém giết thì Dương Bách Xuyên chấp nhận cách thức văn nhã này. Sau một hồi suy nghĩ, Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, vậy thì chúng ta muốn nghe thử. Ha ha ha, thần đế Giang phất tay áo che nửa gương mặt, tiếng nói xen lẫn tiếng cười cuốn hút vang lên, được. Tỷ tỷ đã ở nơi này lâu như vậy, giọng ca tự nhiên cũng bị bỏ phí, khó có được các ngươi chịu nghe, yên tâm đi, tỷ tỷ nhất định sẽ chăm chú gảy đàn, đảm bảo các ngươi sẽ hài lòng. Xin rửa tai lắng nghe. Dương Bách Xuyên híp mắt, mỉm cười đáp. Áo bào của thần đế Giang lay động, nàng ta lại ngồi xuống, nhưng lần này ngồi quay mặt về phía bọn họ. Thần đế Giang cười khanh khách nhìn mấy người họ, sau đó hai tay đặt lên đàn cổ. Tinh! Hai bàn tay của thần đế Giang đặt trên đàn cổ khẽ động, tức thì đàn cổ phát ra một tiếng tinh. Nhưng chỉ như vậy thôi mà đã khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy tim đập mạnh, toàn thân bủn rùn, ngồi sụp xuống đất. Tiểu Phượng Hoàng và Phong Tiên đều kêu rên, cũng sụi lơ trên đất. Đây là âm thanh khiến đạo tâm hỗn loạn. Vân đệ đệ, mọi người phải bảo vệ tâm thần, củng cố máu trong cơ thể, nếu không đạo tâm sẽ hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma, tim nổ tung. Ma âm của yêu nữ này thật lợi hại. Phong Tiên nói với sắc mặt tái nhợt, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu đối kháng. Tang, tinh tinh tinh, bong bong bong, keng keng keng. Tiếp đó, đủ mọi âm thanh được gảy ra từ cây đàn cổ của thần đế Giang. Mà lúc này, máu và chân nguyên trong cơ thể mấy người Dương Bách Xuyên đều trôi theo tiếng đàn cổ. Nhất là trái tim đập thình thịch, thậm chí khi Dương Bách Xuyên nhắm mắt lại để đối kháng với tiếng đàn cổ, hắn trông thấy cảnh tượng núi thây biển máu. Như thể tiến vào chiến trường Tu La. Lúc này hắn mới nhận ra e là ngay từ đầu mấy người họ đã trúng bẫy rồi. Hiện tại không chỉ có ma âm, mà còn có ảo cảnh Tu La, cộng thêm tiếng đàn cổ vang lên, cơ thể bọn họ bắt đầu bủn rùn. Điều này chứng tỏ hoàn cảnh ngay từ khi bọn họ tiến vào đã có vấn đề. Ngẫm lại hương hoa mà bọn họ ngửi thấy lúc trước, chẳng phải rất có vấn đề sao? Nhưng bây giờ tất cả đã muộn rồi. Ván cờ của thần đế Giang đã mở ra, bọn họ đã nhập cuộc, đành chịu thôi. Việc duy nhất có thể làm lúc này là giữ vững tâm thần đối kháng. Nguy hiểm đến từ hai phía. Một là theo ma âm nhập ảo cảnh Tu La, bên trong giết chóc la liệt, thiên nhân giao chiến, sớm muộn gì đạo tâm cũng suy sụp, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma. Nặng thì đạp tâm sụp đổ, một thân tu vi hóa thành hư vô. Hai là theo tiết tấu tiếng đàn cổ của thần đế Giang, máu trong cơ thể và nhịp tim đều tăng tốc, nếu tiếp tục như vậy thì không chừng trái tim sẽ nổ tung như lời Phong Tiên nói, cũng khó thoát nạn. Yêu nữ này thật độc ác. Vậy mà bảo đấu pháp kiểu văn nhã, CMN đây mới là thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Biết vậy thì ngay từ đầu hắn nên tấn công thần đế Giang, phá hủy cây đàn cổ của nàng ta, không cho nàng ta có cơ hội gảy đàn. Giờ thì hay rồi, Tiểu Phượng Hoàng và Phong Tiên bên cạnh đều mặt mày tái nhợt, cả con trồn cũng rơi khỏi vai hắn, co quắp dưới đất. Lúc này tất cả mọi người đều đã trúng chiêu, muốn đánh trả cũng không có sức lực. Phải làm sao đây? Dương Bách Xuyên hơi hoảng loạn. Tinh! Tiếng đàn cổ bỗng cao vút. Phụt! Dương Bách Xuyên hộc máu. Tiếp đến là Tiểu Phượng Hoàng, Phong Tiên và con trồn đều hộc máu. Đúng lúc này. Giọng nói quyến rũ của thần đế Giang vang lên bên tai, ôi chao, thật vô vị, đây mới chỉ là bắt đầu thôi mà các ngươi đã hộc máu rồi, ca khúc này của tỷ tỷ vẫn còn dài, hơn nữa tiếng hát tự nhiên của tỷ tỷ còn chưa bắt đầu, lẽ nào các ngươi đã muốn kết thúc? Dương Bách Xuyên nghe thần đế Giang nói vậy, vừa sợ vừa giận. Sợ là vị yêu nữ này còn chưa hát, mới chỉ nghe nhạc thôi hắn đã hộc máu rồi,
nếu nàng ta vừa đàn vừa hát thì chẳng phải là muốn lấy mạng của bọn họ sao? Giận là vì giọng điệu kiêu ngạo của yêu nữ này, tựa như mấy người bỏ chính là đồ chơi trong tay nàng ta, muốn nắn bóp thế nào thì nắn bóp. Cũng có thể nói là trong lời nói mang theo giọng điệu khinh người, như đang nói mấy người các ngươi còn chẳng đủ cách làm chuột bạch. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cực kỳ tức giận. Nhưng có thể làm gì đây? Hiện tại lòng hắn rối như tơ vò. Mặc dù giọng nói của thần đế giang tràn đầy khinh thường, nhưng yêu nữ này vẫn tiếp tục gảy đàn không dừng lại. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên cảm thấy trái tim trong cơ thể sắp nổ tung, máu bắt đầu chảy ngược. Ý thức cũng trở nên mơ hồ. Hắn biết nếu còn tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ tiêu đời. Đột nhiên hắn cắn đầu lưỡi, thần trí tỉnh táo đôi chút, vội vàng mắng trong lòng, lão già chết tiệt, nếu người còn mặc kệ thì con sẽ toi đấy. Thằng nhóc con là đồ ngốc, thôi động ý thức bản nguyên kỳ lân đi, đó là lực đạo hạnh chân chính của kỳ lân trưởng thành. Có bảo nhưng không dùng, vậy mà còn có mặt mũi trách vi sư. Vân Thiên Tà lập tức mắng mỏ. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ mắng thì ngây ra, không kịp hỏi nhiều, lập tức tập trung ý thức tiến vào biển ý thức, muốn thôi động lực bản nguyên kỳ lân. Lúc trước có được một luồng lực bản nguyên kỳ lân này, hắn chưa từng lĩnh ngộ, lại càng không biết nó có tác dụng gì. Nhưng lúc ở thần điện Sa Thi, lực bản nguyên kỳ lân đã bộc lộ uy năng cường đại. Bây giờ sư phụ cũng nói đó là bảo vật, tất nhiên sẽ không kém. Sau khi tập trung ý thức lên bản nguyên kỳ lân, vẫn như lần trước, ánh sáng tím phát ra, soi sáng cả trong lẫn ngoài cơ thể. Ảo cảnh tu la mà hắn nhìn thấy lập tức biến mất không còn. Sau đó ánh sáng tím chiếu rọi, bao phủ lấy Phong Tiên, Tiểu Phượng Hoàng và con trồn. Lúc này Dương Bách Xuyên mở mắt ra quan sát, ba người Tiểu Phượng Hoàng, Phong Tiên và con trồn đã ngừng run rẩy. Hắn mừng rỡ, biết là ba người Tiểu Phượng Hoàng cũng đã ra khỏi ảo cảnh tu la, ít nhất là hiện tại đã giải quyết vấn đề đạo tâm hỗn loạn, sẽ không có chuyện tẩu hỏa nhập ma, đạo tâm sụp đổ. Dương Bách Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này tiếng đàn cổ trở nên dồn dập hơn, máu trong cơ thể và nhịp tim vẫn không chậm lại. Phóng chuông đông hoàng của con ra, dùng lực của thượng thần mệnh tinh gõ chuông đông hoàng là có thể chống lại tiếng đàn cổ. Lúc này, giọng nói của sư phụ vang lên trong đầu, nhắc nhở hắn. Dương Bách Xuyên không đắn đo, lập tức thôi động mệnh tinh thái dương, chuông đông hoàng hiện ra, từng phù văn màu vàng lưu chuyển, hình thành tâm thái của chuông đông hoàng, bao trùm lên bốn người bọn họ. Sau đó Dương Bách Xuyên tiếp tục phóng ra tượng thần mệnh tinh, xuất hiện sau lưng. Dùng lực của tượng thần mệnh tinh gõ chuông đông hoàng đi. Sư phụ dặn dò lần nữa. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, thôi động tượng thần mệnh tinh xuất hiện sau lưng. Một giây sau, tượng thần mệnh tinh của hắn giơ tay lên, cuộn thành nắm đấm, thình lình đập vào chuông đông hoàng. Keng! Một tiếng chuông lớn vang lên, hoàn toàn khác nhau tiếng đàn cổ của thần đế giang. Chuông đông hoàng vang lên lập tức át đi tiếng đàn cổ của thần đế giang. Dương Bách Xuyên cảm thấy dòng máu sôi trào trong cơ thể dường như dịu bớt, tim cũng thôi đập nhanh, thoải mái hơn rất nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 144.